ngựa trắng báo oán cả gia đình đổ tể. Làng Phú Thành, tên địa danh đã được thay đổi. Có nhiều người hành đổ tể, nhưng nổi đình nổi đám nhất vẫn là gia đình anh Trung. Tên nhân vật này đã được thay đổi vì lý do tế nhị. Có truyền thống ba đời làm nghề sát sinh. Ông nội Trung vốn là người chuyên giết mổ gia súc, chế biến thức ăn cho binh lính Pháp tại các doanh trại thời Pháp thuộc. Thừa hưởng nét tài hoa của ông nội, bố Trung nấu nướng rất ngon. Quán lòng lợn tiết canh của ông trên con đê đầu làng lúc nào cũng đông nườm nượp. Nổi tiếng thế, nhưng phải đến đời Trung, cơ nghiệp của gia đình đồ tể giàu truyền thống ấy mới thực sự phất. 6 tuổi đầu, Trung đã được bố tẩm bổ mỗi sáng một bát tiết tươi và quả mật lợn nóng hổi. Không biết có phải là nhờ công dụng của cả núi mật lợn khổng lồ ấy không, mà Trung lớn nhanh như thổi, khỏe như trâu. Và nghiễm nhiên, Trung trở thành người kế thừa nghiệp đồ tể của tổ tiên. Kỹ năng giết mổ lợn của Trung đạt đến trình độ thượng thừa. Nhanh như chớp, một nhát chảy ngang gáy, con lợn quay lơ, không kịp kêu một tiếng. Đốp! Con thứ hai đổ gục. Cứ như thế, chỉ trong vài tích tắc, cả đàn lợn nằm lăn quay. 19 tuổi, Trung đã đòi cưới vợ. Vợ Trung tên Hương, 18 tuổi, đảm đang tháo vát, con ông chủ tiệm thịt chó nổi tiếng làng bên. Lấy Hương, Trung như hổ mọc thêm cánh, kinh doanh càng phát đạt. Dịp gần Tết, mỗi ngày thịt cả chục con, Trung kiếm tiền như nước. Năm 2000, vợ chồng Trung xây cất ngôi biệt thự 3 tầng rộng rãi với lối kiến trúc nửa Tây nửa Tàu, vênh váo vươn khỏi lũy tre làng. Ở một làng thuần nông như Phú Thành, ngôi biệt thự đó hoành tráng, rực rỡ, xa xỉ như cung vua phủ chúa. Có điều trầm trồ với vẻ lạ mắt của ngôi biệt thự hoành tráng thế thôi. Chứ nói về gia đình Trung, người dân Phú Thành nổi tiếng về truyền thống hiếu học, trọng chữ nghĩa. Nhiều người thành danh trong xã hội vẫn có gì đó khinh miệt. Ôi dào, dân đồ tể ý mà, nhiều tiền thật đấy, nhưng thất học thì cũng chẳng vẻ vang gì. Các bậc cao niên trong làng thì ngồi uống trà với nhau rủ rỉ. Cái nghề sát sinh là bạc phúc lắm. Tôi cứ ngấm ngầm theo dõi suốt mấy chục năm nay. Ở cái làng này, phần lớn gia đình làm nghề đồ tể đều có hậu vận không tốt, gặp họa cho đời sau như cái vợ chồng ông Long mổ lợn ở đầu thôn. Hai vợ chồng ở với nhau suốt mấy chục năm mà không có nổi mụn con. Về già, hai vợ chồng đều bị tai biến nằm liệt giường liệt chiếu, thối thây thối thịt. Đến lúc chết, chính quyền xã phải đứng ra lo tổ chức ma chay. Rồi anh Chí, chủ cửa hàng thịt chó gần chùa làng, 39 tuổi đã mắc bệnh ung thư gan, bộ xương to như cái trống, nằm kêu rên ư ử suốt ngày đêm, đau đớn vật vã đến tận lúc chết. Mà nói đâu xa, ông nội tay Trung kia sáng sớm tinh mơ đun chảo nước sôi làm lợn, chả biết trúng phong hay ngủ gật, ngã vật xuống đất, đầu vùi vào chảo lửa. Đến lúc vợ con phát hiện, nhấc dậy thì cả cái mặt bị lột ra, trắng bệch như thủ lợn vừa cạo lông, cả nhà chết khiếp. Ông bố Trung khi đó mới ngoài 50 tuổi, buổi trưa gia đình làng uống nước với cụ thủ từ. Vừa rít điếu thuốc lào, ông kêu tức ngực, khó chịu trong người. Ông lững thững đi về nhà nằm nghỉ. Lát sau, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà vợ. Ôi làng nước ơi, ông nhà tôi bị làm sao thế này? Hàng xóm chạy đến, thấy ông nằm bất động trên giường, lay không cựa, gọi chẳng thưa. Khi bác sĩ đến kiểm tra mạch, đo huyết áp, bỗng dưng toàn thân ông co giật đùng đùng, rồi hộc ra một đống máu. Ông chết một lúc rồi mà dòng máu tươi vẫn rỉ ra từ miệng. Nhìn cảnh ấy, ai cũng hãi. Cho nên, mọi thứ trên đời đều rất vô thường và đều có nhân có quả. Sung túc như vợ chồng tay Trung đấy, nhưng chẳng biết hiểm họa ập đến lúc nào đâu. Trung thất học từ bé, lại sớm tiếp xúc với máu me, giết chóc, nên ăn nói lỗ mãng. Trung chẳng có thú vui gì ngoài thú bia rượu và đàn bà. Đam mê nhục dục, Trung không tiếc tiền cho việc bồi bổ sức khỏe. Sau này,
kết thân với mấy tay lái buôn ngựa ở Bắc Giang, Sơn La, nghe họ quảng cáo về công dụng của cao ngựa bạch. Trung chuyển đam mê sang sưu tầm loại cao này. Cứ chủ nhật cuối cùng của tháng, Trung mua cả con về, giết mổ tại nhà. Thịt đem ra chợ bán, xương nấu cao, một phần để dùng. Một hôm, tay lái buôn từ Sơn La đem xuống cho Trung một con ngựa trắng. Mắt thau đồng, móng trắng, môi trắng hồng, không có đốm đen. Buổi tối soi trước bóng đèn thì thấy hai mắt ngựa đỏ rực như than lửa. Bộ phận sinh dục, mũi, mõm có màu hồng đỏ. Bốn chân có móng sừng, màu cước ánh bạc. Đây là giống ngựa rất quý hiếm. Trung sướng rơn như bắt được vàng. Tay lái buôn dặn, con này đang có chửa, nếu bác sợ thì hãy chờ khi nó đẻ xong hãy thịt. Ngót 30 năm làm nghề giết mổ, lại vốn vô thần vô thánh, Trung không biết sợ là gì. Tối hôm đó, vợ Trung đi xuống nhà dưới, cạnh chuồng nhốt ngựa. Nghe qua cửa sổ, bỗng chị hét toáng lên. Trung hớt hải chạy xuống quát lớn, cái gì thế? Có sao không? Chị vợ mặt cắt không còn giọt máu, nói hổn hển qua hơi thở đứt quãng. Mình ơi, tôi vừa nhìn xuống chuồng, thấy có người đàn bà đang nằm ôm con khóc. Dớn mắt nhìn kỹ lần nữa, tôi vẫn thấy họ. Người mẹ ấy nhìn tôi ánh mắt như van lơn, trông tội nghiệp lắm. Sợ quá tôi mới hét lên. Tôi nghĩ đó là điểm xấu, mình đừng giết con ngựa bạch ấy nhé. Trung ngửa cổ cười ha hả. Bà xem phim ma cho lắm vào, rồi nhìn người tưởng ngựa, nhìn ngựa tưởng người. Chưa biết chừng, có ngày bà nhìn tôi lại tưởng là chó, cho một nhát dao là toi đời. Thôi, lên giường đi ngủ, bà bị điên đến nơi rồi. Tờ mờ sáng, mọi người đã tụ tập đông đủ ở sân nhà Trung. Dụng cụ giết mổ đã chuẩn bị xong, chảo nước sôi reo ùng ục. Thằng Kiên, con trai út của Trung, 16 tuổi, lực lưỡng như bố, hăm hở vào chuồng dắt ngựa. Nó kéo mũi, rồi đánh chửi, con ngựa vẫn nằm im, không chịu đứng lên. Thấy vậy, Trung và mấy người bạn huỳnh huỵch vội chạy vào. Vừa nhìn thấy Trung, con ngựa bỗng nhổm dậy, hai chân trước quỵ xuống như van xin. Từ trong đôi mắt màu thau đồng của nó, hai dòng nước mắt ứa ra. Anh Chiến, bạn của Trung thấy vậy, liền khuyên Trung không nên thịt. Nhưng Trung phủi tay, không tin vào chuyện nhảm nhí. Đốp! Cánh tay lực sĩ cuồn cuộn cơ bắp của Trung vung chiếc vồ thép nhanh như một tia chớp, giáng thẳng xuống đầu ngựa. Con ngựa ngã khuỵu xuống nền gạch. Nhanh như cắt, Trung rút con dao nhỏ xíu cỡ hai đầu ngón tay, xiên một nhát thật ngọt ở cổ. Tính ra mất 15 phút, con ngựa to tướng chỉ còn lại đống bầy nhầy lòng phèo nằm giữa sân, thịt xương đã thành đống riêng biệt. Tội nghiệp chú ngựa con chưa thành hình, Trung sai vợ đem rửa sạch với nước gừng rồi cho vào chiếc bình ngâm rượu. Buổi chiều hôm ấy, như thường lệ, vợ Trung sai thằng con thứ chở xe máy đi đến các đại lý thu gom tiền. Trung ở nhà mở tiệc linh đình, rượu cao ngựa bạch, uống với thịt bắp ngựa bạch. Bỗng nghe tiếng ngoài ngõ lao xao, tiếng ai đó gào to. Ông Trung ra ngoài đường quốc lộ mà nhận xác vợ con về. Trung vội vã buông bát, leo lên xe phóng như điên. Ra đến đầu làng, giáp đường quốc lộ, đã thấy đám đông súng đen súng đỏ, cố hết sức, chen lách. Vừa vào đến bờ mương, Trung đứng chết lặng. Dưới lòng mương, xác hai mẹ con nằm bẹp, hai bánh trước xe ô tô tải đè ngang ngực, máu mũi, máu mồm, máu tai chảy lênh láng. Giữa lòng xe tải, chiếc xe Honda Lead vỡ vụn. Sau này, người tài xế xe tải đến trình báo với công an huyện. Đang lái xe với tốc độ 50 km/h, đột nhiên anh nhìn thấy con ngựa trắng cao lớn đứng ngay đầu xe. Anh hốt hoảng đánh vô lăng sang trái. Đúng lúc chiếc xe Lead chở vợ con Trung vừa tới, xe lao đầu xuống mương. Lái xe may mắn thoát chết, run run mở cửa xe bước xuống. Tài xế giận người khi nhìn thấy xác hai người bị bánh trước của xe ô tô chèn lên. Hắn vội vã bỏ chạy. Vụ tai nạn rùng rợn với cái chết thương tâm của hai vợ con Trung xảy ra vào cuối tháng 9, thì đến đầu tháng 11,
người con trai cả của Trung sinh năm 1974, tự dưng lăn đùng ra chết. Cậu này không làm nghề mổ, được ăn học tử tế, làm giám đốc một doanh nghiệp ở Quảng Ninh. Đang tuổi sung sức làm ăn, người vâm váp, khỏe mạnh, không bệnh tật gì. Thế mà một đêm, đang ngồi xem tivi, anh đột nhiên kêu mệt, đau đầu vào buồng ngủ. Nửa đêm, anh lên cơn co giật, máu mũi máu mồm ộc ra. Gia đình vội vàng đưa đến bệnh viện, nhưng anh đã chết trên đường đi cấp cứu. Cái chết của cậu con trai cả khiến Trung hoang mang. Trung đi xem bói, thầy phán rằng gia đình bị một oan hồn báo oán. Trung kể lại việc giết con ngựa bạch mang thai cho thầy nghe. Thầy bảo đó là do linh hồn con ngựa báo oán. Từ hôm đó, Trung bắt đầu xỉ sụp cúng bái, sắm đủ lễ lạt, rước các thầy chùa về lập đàn giải nghiệp oán, cầu siêu cho linh hồn con ngựa, tốn kém hàng trăm triệu đồng. Mọi thứ tạm yên được một thời gian. Ăn Tết xong, người con trai thứ ba của Trung lăn đùng ra ốm. Cậu này đô con như lực sĩ, mổ lợn nhanh thoăn thoắt, tương lai kế thừa ngôi vị đồ tể của Trung. Đêm cậu kêu mất ngủ, ngày chán ăn, người cứ mệt rũ ra. Thỉnh thoảng chợp mắt được một tí thì nằm mơ toàn ác mộng, ngựa đá, chó cắn, xe đâm, la hét ầm ĩ. Gia đình đưa đi khắp các bệnh viện đông y tây y điều trị, nhưng các bác sĩ chẳng phát hiện ra bệnh gì. Người ngày càng gầy yếu. Mùa hè năm đó, cậu chút hơi thở cuối cùng. Cái chết của cậu con trai làm Trung sợ hãi. Trung bắt đầu nghĩ đến những lời đồn thổi của dân làng về hậu vận của mình, bắt đầu tin vào luật nhân quả. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm mà gia đình Trung mất tận 4 mạng người, vợ và 3 thằng con trai. Bây giờ chỉ còn mỗi thằng con trai út 17 tuổi đang học lớp 11 trường huyện. Tạm gác lại chuyện mổ xẻ giết thịt, Trung chăm sóc con từng bước. Đích thân ngày 2 buổi đưa đón con đi học. Về nhà, Trung giữ dịt nó ở nhà, không bóng đá, không đi bơi. Thế rồi buổi trưa nọ, trong lúc Trung ngủ say, cậu út lẻn ra ngoài đi bơi cùng đám bạn. Trước cửa đình làng có hồ Ba Mẫu rất rộng, nước trong. Mùa hè, đám thanh niên và trẻ con trong làng ra hồ bơi ì ủng suốt ngày. Cậu út của Trung bơi rất giỏi, vậy mà hôm ấy chẳng hiểu sao nó lại bị chết đuối. Mãi chiều muộn mới vớt được xác nó lên bờ. Vừa nhìn thấy xác con bụng trương phình, da trắng bợt như con lợn vừa bị cạo lông, Trung hộc lên một tiếng: "Ôi con ơi!" Đột nhiên, máu đen từ mũi từ miệng xác con ộc ra như tháo cống. Ai chứng kiến cảnh đó cũng phải khiếp đảm. Cái chết tang thương của đứa con cuối cùng khiến Trung hoàn toàn suy sụp. Trung suốt ngày ngập chìm trong rượu. Rượu vào là khóc, là chửi, là than. Cho đến một ngày không thấy tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng than của Trung, hàng xóm kế bên chạy qua nhòm qua khe cửa. Họ hốt hoảng khi nhìn thấy Trung nằm sõng xoài trên nền gạch, máu chảy lênh láng. Phá cửa vào, mọi người rùng mình khi thấy trên yết hầu Trung một vết cắt ngọt, sâu, máu vẫn còn đang ùn ùn ra. Tay phải Trung vẫn nắm chặt con dao nhỏ sắc nhọn. Con dao mà chủ nhật cuối tháng ấy, Trung đã dùng để xỉa một nhát thật ngọt vào yết hầu con ngựa bạch. Thất thểu, trong bộ quần áo lang thang, mặt mày khô đét, thân hình gầy còm, tay chân lở lói, ai trông thấy cũng gớm nhờm, thỉnh thoảng một vài người vì động lòng trắc ẩn, biếu cho chút ít quà bánh không đáng giá. Ngoài ra không ai buồn tả động đến hoặc hỏi han điều gì cả. Vì vậy chẳng ai biết nguyên quán nhà sư ở đâu. Một hôm trên con đường lớn xuôi về cổng chùa An Quốc, nhà sư tình cờ gặp Ngộ Đạt, lúc ấy chưa phải là một tu sĩ nổi danh. Thấy người đồng đạo trong cơn hoạn nạn, Ngộ Đạt quá đau thương cố thỉnh về ở với mình. Trước tấm tình chân thật, lời lẽ thiết tha của Ngộ Đạt, nhà sư nhận chịu. Ngộ Đạt trước về chùa kính như bậc thầy, hết lòng cung phụng. Mỗi ngày sáng dậy, Ngộ Đạt lấy nước nóng rửa vẻ lở,
tuyệt đối không tỏ vẻ gì nhờm gớm cả. Sau một thời gian khá lâu, nhà sư Từ Giả ra đi. Ngộ Đạt tỏ lòng quyến luyến, cầm cọng lắm lời, nhưng nhà sư không đổi ý. Thấy thế, Ngộ Đạt thiết tha xin theo để sớm hôm giúp đỡ. Nhà sư cũng từ chối nốt, bảo rằng trên đường danh đức, ông sau này sẽ được hiển đạt. Ông nên ở lại, đừng nghĩ việc theo tôi mà phải trôi nổi bền bồng, mai một khả năng siêu tuyệt của mình. Nhưng điều này nên để dạ, hãy cẩn trọng trong khi hưởng thụ những phần thưởng danh dự, vì nó có thể làm tổn thương đạo nghiệp của mình. Tôi hết sức cảm nghĩa tốt của ông, vậy nếu sau này có bị tai nạn gì, hãy nhớ qua đất Tây Thục, xứ Bành Châu, núi Trà Lung mà tìm tôi. Cứ đến lưng chừng núi, chỗ có hai cây tùng to, tục gọi là sông Tùng Lãnh, chúng ta sẽ gặp nhau. Dặn dò xong, nhà sư từ biệt, Ngô Đạt rơm rớm nước mắt, trông theo đến khi khuất bóng mới quay gót trở về. Ngày qua tháng lại, Ngô Đạt đến thời kỳ hiển đạt. Bấy giờ ở Kinh Đô, người người đều quen biết và khâm phục danh đức của ngài. Một vị sư có tài có đức, giảng pháp hay, hiểu biết rộng, tiếng tăm vang dậy khắp nơi. Vua Ý Tôn qua nhiều lần thăm dò, trải bao cơn thử thách, mới chịu cung thỉnh ngài vào cung giảng đạo. Cách ít lâu, lại phong ngài lên làm quốc sư và ban cho một pháp tòa bằng gỗ trầm thơm quý. Danh vọng này còn danh vọng nào hơn? Một hôm, nhân lên ngồi trên ghế trầm, nghĩ mình tài đức ai bằng, vua kiên, quan phục, trăm họ kính nhường. Ngô Đạt thấy thật không còn nấc thang nào cao hơn nữa, lòng tự đắc dâng lên tột độ. Bỗng nghe xây sẵn mặt mày, quốc sư vội bảo đồ đệ dìu vào phương trượng, nằm mê man suốt 2-3 giờ mới tỉnh lại, cảm nghe trong mình khó chịu, biết đã thọ bệnh. Chợt rờ xuống gối nghe đau, vén quần lên thật là hết sức kinh ngạc. Một mục ghẻ giống tạc như mặt người, có mày mắt, miệng, tai, mũi đủ cả, ghê tởm quá, kinh sợ quá. Quốc sư ngất đi, các đồ đệ kêu giật mãi mới mở mắt, bỗng nghe như một ghẻ nghiến răng, đau buốt thấu xương, khổ sở quá không phương gì cứu chữa. Các danh y và quốc y đều được vua mời đến chữa cho ngài, mà mỗi lần thoa thuốc men là mỗi lần chích dứt, chứ không thấy thuyên giảm phần nào cả. Nhưng lạ, hễ mỗi lần đút thịt vào thì lại thấy một ghẻ ăn ngay, và lại nghe trong mình êm ái dễ chịu. Thật là một quái bệnh xưa nay chưa từng thấy. Các danh y quốc y đều thúc thủ lăn lóc chịu khổ sở mãi như thế hơn tháng trời. Nằm nghĩ cuộc đời chẳng ra chi, thân như bọt nước thoạt có, thoạt không, thoạt còn, thoạt mất, đáng ghê sợ. Nhân nhớ đến vị sư bệnh khi xưa, ôn lại những lời dặn dò thiết yếu, quốc sư sực tỉnh, bèn cố gắng một thân bị đau nhức, cắn răng lần mò qua đất Tây Thục, xứ Bành Châu. Vất vả khổ sở suốt mấy tuần mới đến chân núi Trà Lung, bởi đường dốc quanh co nên mãi đến lúc hoàng hôn mới tìm ra được dấu. Kìa, hai cây tùng đã lộ bóng, nhưng vị sư đâu chẳng thấy hình dạng. Nếu không tìm gặp thì đêm nay không khỏi giả thú nhai xương giữa chốn rừng núi hoang vu, không một bóng người thấp thoáng. Ngộ Đạt đang ngơ ngác đoái nhìn bốn phía, lòng những lo sợ bồi hồi. Thì may quá, hình bóng thân yêu và quen thuộc khi xưa của vị sư bỗng hiện ra trong một gột đá gần đấy. Một tiếng rú thất thanh vì mừng, ngài Ngộ Đạt bất chấp đau đớn chạy lại và leo nhanh lên gột đá, ôm choàng lấy vị sư hỏi han rối rít. Khi bộc lộ hết những nỗi vui mừng khao khát của mình rồi, ngài bèn kể bằng nước mắt sự khổ sở đau đớn của mình cho vị sư nghe. Vị sư thốt lời an ủi và dìu dẫn Ngộ Đạt về thảo am trên lưng chừng núi. Ngộ Đạt thưa: Bạch thầy, kẻ đệ tử đang lâm vào cơn khốn nạn, bức bách khổ sở, không còn bút mực nào tả xiết. Xin thầy rủ lòng từ bi ra tay tế độ, giúp cho đệ tử thoát nạn,
ơn đức thầy thật vô lượng vô biên. Không ngại gì, vị sư đáp, quan gia nghiệp chướng của ông đã dây từ nhiều đời về kiếp trước, ngày nay phải đến thời kỳ đền trả. Ông phải ẩn nhẫn trả xong mối nợ báo tiền kiếp ấy mới có thể giải thoát được. Đức Thế Tôn ta khi xưa còn thị hiện nạn gươm vàng đâm dế, ăn lúa ngựa thay, huống chi chúng ta là hạng người phàm phu, làm sao mà thoát được? Nợ mình đã trả thì sẽ hết, nhưng cần thiết là đừng nên dây nữa mới được. Thưa thầy, thầy nói nợ máu là thế nào, đệ tử không hiểu ra sao cả, xin thầy quan hỷ giảng cho. Chuyện ấy rồi ông tất sẽ rõ, vì sẽ có người nói cho ông nghe vào giờ khắc rất gần đây. Rạng ngày hôm sau, nhà sư dạy đồng tử dẫn Ngộ Đạt xuống ngọn suối giữa triền núi, lấy nước rửa một ghẻ. Đồng tử vừa toan khoát nước thì thoạt nghe tiếng thét từ trong cung thư phát ra. Khoan, hãy khoan đã, ta có việc cần muốn nói với ông. Ngộ Đạt và đồng tử đang trong cơn kinh ngạc thì một ghẻ tiếp lời. Tiếng đồn ông là người học rộng, vậy ông đã từng đọc sách Tây Hán chưa? Đã có xem qua vài lượt, Ngộ Đạt đáp. Vậy chứ ông có nhớ chuyện người Viên Án dèm tâu với vua Cảnh Đế chém chết Triệu Thố ở phía đông chợ chăng? Nhớ lắm, nhớ lắm. Nhưng hỏi thế để làm gì? Chính ông là Viên Án, còn Triệu Thố là tôi. Ông giết Tô Quan đến giường nào, ông có biết chăng? Thù ấy, oán ấy, thâm xương thấu cốt, tôi đã từng 10 đời theo dõi bên ông để tìm dịp báo oán. Nhưng suốt 10 đời, ông luôn luôn làm bậc cao tăng, tinh nghiêm giới luật, tôi đành ôm hận, nhưng quyết theo mãi, đến khi nào trả xong mối thù, đòi xong món nợ máu mới thôi. Mới vừa rồi, được dịp thuận tiện, ông vì được vua kính trọng, ban cho tòa trầm hương, phong làm đến chức quốc sư, vinh quan hiển hách, do đó tâm danh lợi nổi lên, khí kiêu căng bừng khởi, quyết phần đức hạnh, tôi mới nhân cơ hội đó làm hại ông để đòi món nợ đằng trên. Ngày nay nhờ ngài Ca Nặc Ca Tôn giả thương xót ra tay giải cứu cho ông, lại cho dùng nước tam muội rửa tội, nhờ thần lực của ngài khiến cho ông và tôi từ đây trở đi oán hận không còn, cuộc thù tan mất. Vậy kính khuyên ông hãy cố gắng tinh tấn tu hành và chúc ông vuông tròn đạo nghiệp. Tôi xin chào vĩnh biệt. Ngộ Đạt nghe xong, mình mọc đầy gai ốc, đồng thời với tay khoát nước rửa một ghẻ. Nước vừa chạm đến thịt, Ngộ Đạt nghe đau buốt thấu xương, ngất liệm hồi lâu. Khi tỉnh lại, một ghẻ đã lành, da thịt liền lại như xưa, không chút vết sẹo nào. Quốc sư mừng quá đến chảy nước mắt, vội trở lên núi cảm tạ ơn dày của tổ. Tự thể từ đó tinh tiến tu hành, không dám chậm trễ nữa. Tương truyền Bộ Thủy Sám 3 quyển vốn từ tay Ngộ Đạt viết ra để làm pháp sám hối sau khi lành bệnh. Nhờ vợ tu hành mà chồng khỏi họa, trích diễn trong Tục Tạng Kinh. Dừng hồng tỏ rạng, cảnh tịnh rất êm đềm hòa nhã, bóng nguyệt chói ngời, miền sơn giả càng vẻ vang phong phú, mây che làng cũ, ngước 4 phương trời, hằng nổi tiếng kẻ thư sinh, xuân tỏa chốn khuê phòng, tròn trăm nết đáng nêu danh người thục nữ. Nguyên tại xứ Giang Hoài, có nàng Dương Thị, con nhà gia giáo, biết trọng phong quá lễ nghi, cha đã mất sớm, chỉ còn mẹ già, nên nàng hết lòng cung dưỡng, thần tỉnh mộ khang một cách hiếu đạo vô cùng. Khi nàng mới 15 tuổi thì đã nổi tiếng tài sắc tuyệt vời. Có một đêm kia, nàng tự mình suy tới nghĩ lui, xét lại con người sinh trong cõi tạng này có khác gì bức tranh dân cẩu, khi hợp khi tan,
Nếu không thức tỉnh sớm hồi đầu, kiếp luân hồi khó tránh. Cách vài bữa sau, nàng sắm sanh hương đăng, trà quả, đặng vào chùa Phổ Quang quy y. Từ ấy, đêm nào nàng cũng tụng kinh niệm Phật để cầu nguyện cho cha mẹ đặng bá niên trường thọ. Ngày kia, công việc nhà đã rảnh rang, nàng vào chùa lại Phật. Khi ra về, thình lình nàng gặp một chàng thanh niên diện mạo khôi ngô, phong lưu nho nhã. Lạ gì trai tài gái sắc là duyên kỳ ngộ bất ngờ. Nguyên người thiếu niên ấy là Tống Kháng, niên kỷ đã đặng 20, hình dung tuấn tú, ngôn ngữ thanh hoa. Chàng là người phong lưu đúng bực, đã nổi tiếng tao nhân mặt khách, lại ưa non xanh nước biếc, đâu đâu cũng là chỗ ngoạn cảnh ngâm thơ. Cha mẹ đã mất sớm nên chàng chán ngán sự đời, không màng danh lợi, chỉ ưa dạo chơi thắng cảnh danh sơn mà thôi. Chàng Tống Kháng nghe đồn rằng chùa Phổ Quang rất xinh đẹp, có cổ thụ, có ao hồ, nên lần đường tìm đến để viếng cảnh tòng lâm. Chàng đương say mê ngắm cảnh thì mặt trời đã gác núi, lại nghe tiếng ngân của chuông chùa cảnh tỉnh. Chợt đâu lại gặp một người thiếu nữ nhan sắc mặn mà, đứng đi yểu điệu. Hai người tình cờ gặp nhau, kẻ nhìn tỏ mặt, người e cúi đầu. Từ khi gặp gỡ nhau, Tống Kháng về đến nhà, tự nghĩ rằng ta nay đã thành nhân, cần nhất phải lập nên gia thất, trước là nối nghiệp cho tổ tông, sau là dễ dàng trong gia đình. Nếu trì hoãn ngày giờ, tuổi xuân không trở lại. Chàng nghĩ vậy, bèn cậy mai đến nói Dương thị. Sau khi dò hỏi điều tra, mẹ nàng mới biết chàng là một người danh sĩ, nên bằng lòng và kêu nàng mà nói rằng: phàm ở đời, áo mặc không qua khỏi đầu. Con nay đã khôn lớn, bổn phận làm cha mẹ ai ai cũng như thế. Hễ có con đúng tuổi cập kê, phải lo bề gia thất. Vậy con lo sắm sửa, chờ đến ngày xuất giá tòng phu. Mẹ đã hứa gả con cho chàng Tống Kháng rồi. Đây nói về Tống Kháng, từ khi cưới nàng Dương thị rồi, chàng phải lo bề sinh nghiệp, nên vào làm thơ ký cho sở Diêm Thiếp công ty. Còn nàng, từ khi về nhà chồng, nào là công, dung, ngôn, hạnh, mọi lẽ đủ điều, nội trợ tề gia, trăm bề trọn vẹn. Mặc dầu đã có lúc đôi bạn, phần lo cho kịp chúng kịp thì, nhưng tâm vẫn thọ trì tụng niệm luôn luôn. Một ngày nọ, có người bạn thân với Tống Kháng rủ chàng đi ra Bắc Kinh. Tống Kháng về tỏ lại cho vợ nhà hay. Nàng Dương thị cản rằng: giả chăng từ đây ra tới Bắc Kinh, đường xá dịu dợi, lại phong vũ bất kỳ, xin phu tướng đừng ưa những thú vui cảnh đẹp trong đời. Dẫu nơi phồn hoa đô hội là cảnh của nhân tạo, tuy là náo nhiệt, nhưng làm sao bằng cảnh thiên nhiên của vũ trụ. Non cao cảnh đẹp, gió mát phơi phới nồng nàn, non biếc hồ sen, màn bóng nguyệt rành rành trắng tỏa, sẵn có của chúng ta đây, hà tất phải ra Bắc Kinh mà xem thắng cảnh làm chi. Chàng Tống Kháng không nghe lời vợ can, cùng người bạn dương thẳng cánh buồm ra khơi vượt biển. Đi đặng ít ngày thì chỉ thấy lững dững mấy con thuyền và ít cặp nhạn bay lưa thưa thôi. Cách 20 ngày, trời trong thanh bạch, thình lình mây che mù mịt. Cuồng phong bỗng đâu gió thổi tới rất ào ào, cảnh mặt bể ba đào sóng dậy, mảnh thuyền nhỏ đã lênh đênh không thể nào cự nổi, nên phải đắm đuối theo dòng nước chảy. Ôi, trời biển mênh mông, một màu mây nước, những người trong thuyền đều chết hết. Chàng Tống Kháng bấy giờ kể chắc mình phải làm mồi cho thủy tộc, bèn than rằng: thôi rồi một kiếp, hổ mặt non sông, Phật trời nỡ nào giết hại kẻ anh hùng. Tống Kháng than vừa dứt lời, bỗng đâu có một bó rơm trôi đến. Chàng bám lấy mà lần lửa theo lượng sóng tấp vào mé bờ. Lúc ấy chàng như người say mới tỉnh, ngỡ là mình phải nước trôi,
hay mình lại còn ngồi dương gian. Tống Kháng liền ôm bó rơm ra vẻ cảm tạ mà than rằng: cái kiếp sống thừa của ta là nhờ ngươi tế độ. Nói rồi liền dắt bó rơm đem về, có ý để làm kỷ niệm. Đi được ít dặm đường, ác vàng đã khuất bóng. Chàng đoái thấy xa xa có một cái quán, bèn xăm xăm đi tới để vào nghỉ chân và dùng bữa cơm tối. Trong quán có một bà cụ, tuổi ngoài 70, da mồi tóc bạc. Tống Kháng xin nghỉ đó một đêm. Đến sáng mở bó rơm ra phơi, thấy trong đó có một cái ống tre. Chàng lấy làm lạ, mới đập bể ra mà xem. Lại thấy ở trong có một bổn kinh Kim Cang. Bà cụ trong quán bèn thuật lại cho Tống Kháng biết rằng bổn kinh này là kinh của vợ ngươi thường tụng ở nhà. Chàng nghe nói như vậy, trong lòng bán tín bán nghi, vội vàng cột bó rơm lại rồi từ tạ bà cụ. Khi về đến nhà, Dương thị thấy mặt mừng rỡ, nhưng thấy bộ buồn rầu của chồng nàng, lại hỏi rằng: sau nay phu tướng trở về mà đồ hành lý để đâu không thấy, ôm bó rơm về làm chi, và lại có vẻ buồn như vậy? Tống Kháng nghe hỏi mới thuật lại hết đầu đuôi tự sự. Khi nàng Dương thị nghe rồi, chừng hững mà đáp rằng: quả có thật như vậy. Từ khi phu tướng xuống thuyền trực chỉ Bắc Kinh, thiếp ở nhà chép ra một bổn kinh Kim Cang để trên bàn, mỗi đêm thường thọ trì tụng niệm, cầu nguyện cho phu tướng đi đến nơi về đến chốn. Trong bổn kinh ấy có nhiều chữ sai, nên thiếp có thỉnh một vị cao tăng sửa lại. Nhưng mới 10 ngày nay bổn kinh ấy mất đi. Nếu quả như lời phu tướng thuật lại đó, thì là nhờ phước lực của Phật gia hộ. Chàng nghe nói bèn mở ra xem kỹ càng, thì quả y như bổn kinh của nàng đã chép. Tống Kháng bèn sắm sinh lễ vật, đến quán chỗ chàng ngủ một đêm rồi để tạ ơn bà cụ, nhưng đến nơi chẳng thấy gì hết. Từ đó về sau, chàng càng tin tưởng Phật pháp hơn nữa, nên chí tuyệt công khanh, không màng danh lợi, cất riêng một cái am nơi tịnh cảnh, trao dồi đức tính, thường bữa hai vợ chồng đến tụng kinh niệm Phật, trang nghiêm trai giới, quyết một lòng nương cửa Bồ Đề, trao dồi cương trí huệ, mong nhờ đuốc tuệ mà khỏi lạc nẻo mê đồ, lên thuyền từ vượt qua biển khổ. Cách ít năm sau, quan tướng quốc là Trịnh Nhân làm quan lưu trú tại xứ Bông Đô, nghe thiên hạ đồn đãi chuyện như thế, liền sai quân đòi hai vợ chồng Tống Kháng đến mà cực hỏi từ đầu đến đuôi mọi điều cặn kẽ, rồi yêu cầu để quyển kinh Kim Cang ấy lại trong phủ mình, mỗi tháng cấp tiền lương để ở tịnh dưỡng tại chốn thiền môn. Kết luận: nói tóm lại, chàng Tống Kháng nhờ vợ có lòng chánh tín Phật pháp thành kính luôn luôn, nên nhờ Bồ Tát thị hiện ra là bà lão trợ lực cho chàng thoát khỏi đại nạn nơi giữa biển mênh mông, sóng cao gió tạt. Đó có phải là nhờ người vợ biết chánh tín tu hành, chồng được khỏi họa hay không? Chuyện này là một mảnh gương kim cổ, đáng để cho quý vị độc giả nam nữ soi chung, nên bắt chước làm theo. Thí ít phước nhiều, sự tích nàng Bạch Tịnh xuất gia, trích diễn trong Tục Tạng Kinh. Thuở xưa, lúc Đức Phật Thích Ca còn tại thế, trong thành Sát Vệ có một ông trưởng giả rất giàu có, sinh được một người con gái nhan sắc tuyệt đẹp. Nhưng có một điều rất lạ là khi cô bé ấy vừa ra khỏi lòng mẹ thì có một tấm lụa dừa bao bọc cả thân thể của cô. Hai vợ chồng ông trưởng giả thấy vậy, nửa nghi nửa mừng, liền sai gia đình rước một người đạo sĩ đến nhà coi quẻ cho biết sự giữ lành thế nào. Sau khi đoán xong, người đạo sĩ tỏ rằng cô gái này ngày sau sẽ có nhiều phước đức lớn. Xuân qua thu lại, nàng Bạch Tịnh là tên của cô ấy càng ngày càng khôn lớn, thì tấm lụa cũng ngày càng rộng thêm ra. Diện mạo của nàng
lại có vẻ khôi ngô và kiều mị hơn các nàng nữ lưu khác. Còn có phần đức tính thì không một thiếu nữ nào dám sánh kịp. Vì vậy nên tiếng khen ngợi tràn lan khắp cả trong nước, khiến cho các bậc vương tôn và những hàng công tử nghe đến, ai cũng đem lòng ao ước, bèn tranh đua nhau cậy người mai mối tới nhà dò hỏi. Khi ấy song thân của nàng thấy nàng cũng đã đến tuổi cập kê, bèn cho mời thợ bạc đến làm đồ nữ trang, đặng chờ ngày kén rễ. Nàng Bạch Tịnh thấy sắm sửa các vật trang sức như vậy, liền hỏi rằng: "Thưa cha mẹ, chẳng hay nhà mình mướn thợ làm những món đồ ấy để dùng về việc gì?" Hai ông bà nghe con hỏi mấy lời thì bắt tức cười mà trả lời: "Con ơi, con nay đã lớn khôn rồi, cũng gần đến ngày xuất giá, nên phải lo sắm các vật quý ấy cho sẵn để đưa con về làm dâu trong nhà người, chớ nào có dùng việc chi khác đâu." Nàng Bạch Tịnh nghe cha mẹ nói như vậy, bèn thưa thật rằng: "Thưa cha mẹ, đã biết rằng sinh con ra, trai lớn lên thì muốn cho có vợ, gái lớn lên thì muốn cho có chồng, đó là cái bản nguyện lớn lao của cha mẹ, con thật cảm đổi muôn phần. Nhưng tự nơi phần con suy nghĩ, thì việc vợ chồng đôi lứa kết tóc xe tơ là mối sầu khổ của đời người, bởi dây tình dẹp thành lưới ái, nên buộc người vào trong đó để chịu trăm cay ngàn đắng, ngậm thảm nuốt hờn, kiếp nọ đời kia không thoát ra khỏi. Chẳng nói chi đến những người duyên phận rủi ro, gặp phải cái hoàn cảnh đảo ngược, hoặc được chồng mất vợ, hoặc được vợ mất chồng, làm cho phủ phàng cái kiếp đầu xanh má hồng của đôi lứa thanh niên. Kẻ trách ông tơ, người hờn bà nguyệt, rồi gây ra một tấn bi kịch ở trong gia đình, chẳng có chút gì là lạc thú. Vậy thì cái duyên nợ rủi ro ấy, nó làm cho đời người phải đau đớn đã đành. Đến những kẻ may mà gặp được cảnh vợ chồng xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc, đẹp phận xứng tùy, kẻ ước trăm năm, người nguyền giai lão, tình yêu giàu như ngọc tợ vàng, chẳng có gì nghịch lòng trái ý. Nhưng đời người hữu hạn, cuộc thế vô thường, rồi một mai xảy ra chuyện sinh tử biệt ly, hay là nỗi xâm thương phân cách, thì duyên tươi tốt trở thành phận dở dang, duyên xung dày trở lại thành buồn chia rẽ. Rốt cuộc cũng là nợ quan gia ái tình, làm cho đời người phải khổ và phải chết vì nó, chớ không ít gì. Vậy con xin cha mẹ, nếu có lòng thương con, thì cho con xuất gia cầu đạo để lo phần giải thoát về sau, chớ đừng xô con vào trong biển ái tình, làm cho con phải chịu nổi trầm luân tội nghiệp." Thuở ấy, trong thành Xá Vệ lại có những hạng thanh niên thiếu nữ phát tâm học đạo cũng nhiều. Thành thử hai vợ chồng ông phú trưởng giả không có ý gì ngạc nhiên, và lại vì quá thương nàng nên cũng chiều lòng con cho nàng xuất gia. Vì vậy nên từ đó về sau, các cậu thanh niên mê tài đắm sắc kia phải đành chịu nổi thất vọng và tạ tuyệt cái tình ao ước trong mong. Hai vợ chồng ông trưởng giả phải cam tâm chịu nổi biệt ly đau đớn, đưa nàng Bạch Tịnh đến chỗ Đức Phật Thích Ca ở. Khi nàng ra mắt Phật rồi, thì nàng tình nguyện xin làm đệ tử. Phật biết nàng có túc căn nên nhận lời, thì bỗng nhiên tấm lụa bao bọc cho thân nàng liền quá thành một cái áo cà sa rất tốt đẹp. Đoạn Phật kêu bà đại ái đạo mà phú thác nàng cho bà truyền giới tỷ kheo và giáo huấn. Rồi chẳng bao lâu, nàng nhờ sự tu hành rất tinh tấn mà chứng được quả A-la-hán. Khi ấy ông A-nan bèn chắp tay lễ Phật mà thưa rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, chẳng hay trong kiếp trước nàng Bạch Tịnh tỷ kheo đã có tu hạnh công đức gì mà kiếp này được sinh vào nhà ông phú trưởng giả, và khi vừa sinh ra lại có tấm lụa bao bọc cả thân thể. Đã vậy mà nàng lại gặp được Thế Tôn độ cho xuất gia học đạo, ngày nay được đắc quả A-la-hán như thế." Phật trả lời rằng: "A-nan ơi,
Hồi đời quá khứ đến nay đã lâu lắm rồi, có một vị Phật hiệu là Tỳ Bà Thi ra đời, thường cùng các hàng đệ tử đi thuyết pháp hóa độ chúng sinh. Cũng trong thuở ấy, lại có một vị quốc vương giàu lòng tín ngưỡng Phật giáo, thiết lập trai đàn ở trong cung, thỉnh Phật đến thuyết pháp và truyền rao cho nhân dân trong nước biết đặng đến nghe. Khi ấy, có một thầy tỷ kheo đi khuyến hóa nhân dân đến chỗ trai đàn mà nghe pháp. Thầy đi đến đâu cũng gặp thiện nam tín nữ dâng cúng trai vật là có ý mong cầu phước đức về đời sau. Trong lúc đó, lại có một người đàn bà tên là Đàn Ni Già rất nghèo khổ, đến nỗi hai vợ chồng mà chỉ có một tấm chăn để thay đổi che thân mà thôi. Vì vậy nên khi nào chồng mặc đi thì vợ phải ở nhà, trái lại vợ mặc đi thì chồng phải ở nhà. Bởi hai người mà chỉ có một tấm chăn nên phải thay đổi nhau ở nhà, đóng cửa lại mà trốn sự lõa lồ, không cho ai thấy biết. Một bữa nọ, thầy tỷ kheo vừa đi ngang qua nhà của Đàn Ni Già, thấy nàng đang đứng trong cửa sổ dòm ra, thì thầy khuyên rằng: "Thưa cô, ngày nay Phật đã ra đời, vậy cô nên đến chỗ trai đàn của vua vừa lập ra mà nghe Phật thuyết pháp, vì nghe kinh pháp của Phật thì được duyên hưởng phước vô cùng." Đoạn, thầy tỷ kheo ấy lại giảng rõ sự tích về pháp bố thí cho nàng Đàn Ni Già nghe. Rồi bèn nói tiếp rằng: "Cô phải biết rằng, chẳng những hạng người giàu sang, có tiền của mới làm việc bố thí được mà thôi, còn hạng người nào quá nghèo đi nữa cũng có thể bố thí được vậy." Nàng Đàn Ni Già nghe giảng như thế, bèn đứng trong cửa sổ mà thưa rằng: "Không dám, xin thầy quan hỷ đứng đây đợi tôi một lát, đặng tôi định liệu." Nàng liền bước vô phòng mà bàn cùng chồng rằng: "Thưa chàng, ở trước nhà ta có một vị tỷ kheo vừa mới đến, khuyên bảo thiếp nên đi nghe Phật thuyết pháp, và có dạy rằng bởi kiếp trước chúng ta hay tham lam bỏng sẻn, không biết làm sự bố thí, nên đời này phải chịu ở trong cái hoàn cảnh túng thiếu như thế này. Vậy chúng ta cũng nên liệu làm sao để mong trồng cội phước cho đời sau, khỏi phải chịu nghèo khổ như vậy nữa." Người chồng vừa nghe qua mấy lời của nàng, chỉ biết than rằng: "Nàng ơi, gia đình chúng ta nghèo mạt như thế này, dầu có lòng tốt đến bực nào cũng không biết lấy gì mà bố thí được." Nàng liền nói: "Đó cũng là bởi kiếp trước chúng ta không bố thí, nên ngày nay phải bị khổ sở như vậy. Nếu đời này trồng duyên lành, kiếp sau thế nào cũng được hưởng phước tốt. Vậy xin chàng vui lòng cho phép thiếp lấy tấm chăn đang mặc nơi mình ra đây bố thí cho thầy tỷ kheo." Người chồng thấy ý vợ muốn như vậy, liền than lớn rằng: "Trời ơi, nhờ tấm chăn đó mà vợ chồng ta mới sống được. Nếu nghe lời nàng mà đem nó bố thí đi, thì chúng ta không thể nào thoát khỏi cái nạn đói khác." Nàng lại khuyên nữa rằng: "Người đời có sống phải có chết, nhưng thà bố thí mà chết còn hơn, bằng cứ thiết thân ham của, khi chết lại càng khổ cho kiếp sau nữa, chớ có ích gì." Người chồng nghe nàng bàn như thế, liền dứt sạch lòng tham lẫn, rồi vui vẻ mà đáp lại rằng: "Nàng phân như vậy cũng phải, thôi đem tấm chăn ra bố thí cho thầy tỷ kheo đó đi." Nàng Đàn Ni Già biết người chồng đã hồi tâm, bèn cởi tấm chăn đương che thân, đưa ra cửa sổ mà bố thí cho thầy tỷ kheo. Thầy thấy nàng có lòng nhiệt thành như vậy thì cảm động vô cùng mà nói rằng: "Thưa cô, tấm lòng từ thiện của cô ít ai bì kịp, vậy xin mời cô ra ngoài cho tôi chú nguyện, trước là đáp đền ơn cô, sau mong cho cô từ nay về sau được hưởng phước đầy." Nàng Đàn Ni Già thưa thật rằng: "Không dám nói dối chi với thầy, thật hai vợ chồng tôi vì nghèo quá, nên chỉ có một tấm chăn đó để thay đổi nhau che thân trong lúc đi ra ngoài mà thôi. Nay đã bố thí cho thầy rồi, nên thân thể lõa lồ, thật không dám vô phép ra ý kiến thầy."
xin thầy tha thứ cho. Khi ấy, thầy Tỷ Kheo nghe nàng Đàn Ni già thư như vậy thì càng cảm động nữa, bèn lãnh tấm chăn ấy rồi chú nguyện và cáo từ. Lúc về đến tịnh xá, vị Tỷ Kheo liền dâng tấm chăn lên cho Phật Tỳ Bà Thi. Ngài cũng giơ tay ra tiếp lấy. Đối với con mắt của người tầm thường, tấm chăn ô uế đó không khỏi làm cho nhòm gớm. Vì vậy cho nên các thính giả trong pháp hội thấy Phật tiếp lấy tấm chăn vô giá trị, ai nấy cũng đều đem lòng bất mãn. Phật Tỳ Bà Thi biết rõ được nhân tâm của các bậc thính giả, rồi nói rằng: ta xét kỹ lại trong cuộc trai đàn to lớn này, người có lòng chí thành bố thí hơn hết là chủ của tấm chăn này. Người ấy nghèo khổ đến mức có một tấm chăn để dùng che thân đắp lạnh, mà nay vui lòng đem nó ra mà bố thí, đành chịu để thân thể lõa lồ lạnh lẽo, thì công đức ấy biết là bao nhiêu. Khi ấy, vua và hoàng hậu nghe Phật giảng như vậy, liền cảm động, vội vàng cởi áo đẹp đương mặc trong mình, rồi sai người đem thưởng cho vợ chồng nàng Đàn Ni già mặc, đặng đến nghe Phật thuyết pháp. Phật lại thuyết pháp, đại ý nói rằng: bố thí là một pháp đứng đầu trong sáu pháp ba la mật. Từ xưa đến nay, thập phương chư Phật và hằng hà sa Bồ Tát cũng đều lấy nó làm cái gốc tu nhân chứng quả. Bố thí có ba thứ: một là tài thí, hai là pháp thí, và ba là vô úy thí. Tài thí nghĩa là hoặc lấy thân mạng của mình bố thí cho chúng sinh, gọi là nội tài thí, hoặc lấy tài vật của mình mà bố thí cho kẻ nghèo khổ hay là những loài đói khát thì gọi là ngoại tài thí. Pháp thí nghĩa là đem những giáo pháp tam thừa ra mà tùy cơ giảng nói cho người biết đường tu hành, nhờ phần giải thoát. Vô úy thí nghĩa là gặp những chúng sinh nào đương bị khốn đốn trong cơn sợ hãi, thì mình hoặc dùng thân lực, tâm lực hay là tài vật mà cứu giúp cho qua khỏi cái nạn sợ hãi ấy. Kẻ bố thí là hạt giống lành, nó có năng lực phát sinh ra bông trái phước đức, làm duyên cho chúng sinh thường được vừa lòng mãn nguyện ở trong cái cảnh giới an vui, không khi nào bần cùng khốn khổ. Nhưng trong lúc bố thí, đừng khởi lòng nghĩ rằng mình là người thí chủ, kia là kẻ thọ thí của mình, và cũng đừng nghĩ rằng những vật ấy là vật của mình thí. Như vậy thì phước đức mới lớn. Còn như mình biết đem cái công đức bố thí ấy mà hồi hướng về đạo Bồ Đề, thì ngày sau sẽ nhờ cái năng lực hồi hướng đó mà chứng quả thành Phật là khác nữa. Sau khi nhắc xong tự tích, Đức Thích Ca Như Lai bèn kêu ông A Nan mà dạy rằng: A Nan ơi, nàng Đàn Ni già nghèo khổ trước kia, tức là Bạch Tịnh Tỷ Kheo Ni ngày nay đó, bởi kiếp trước nàng lấy tấm chăn để che thân đem bố thí cho vị Tỷ Kheo mà trong lòng vẫn vui vẻ, nên được công đức lớn mà nhiều kiếp được hưởng đủ các điều hạnh phúc. Giả lại, nàng đã nghe được những pháp nhiệm màu trong thuở Phật Tỳ Bà Thi còn tại thế, nên ngày nay mới nhập đạo không được bao lâu mà đã chứng quả A-la-hán như thế. Vậy các ngươi phải lo tu hành cho tinh tấn và phải thường làm sự bố thí, thì sẽ hưởng được phước huệ viên mãn về sau. Kết luận: bố thí là một phương pháp để chữa bệnh tham lam bỏng xẻn của người đời rất thần diệu. Nếu biết dùng nó thì nó có đủ năng lực làm cho đời người được sung sướng, được vừa lòng mãn nguyện những cái hy vọng vĩ đại của mình. Còn như không biết dùng nó thì tự mình phải chịu lấy cái khổ túng thiếu nghèo cùng, không thể nào tránh khỏi. Nhưng phải hiểu rằng cũng một phương pháp bố thí ấy mà có người thì được phước nhiều, có người thì được phước ít, lại cũng có người bố thí mà không được phước chi cả.
bố thí mà đem lòng từ bi bác ái, thương xót cái hoàn cảnh khổ bức của mọi loài. Chớ tự nơi mình, không phải vì cầu danh, cầu phước, cầu biết ơn hay là cầu nghĩa mà bố thí, thì sự bố thí ấy cho của ít cũng được phước nhiều. Còn trái lại, bố thí mà còn nghĩ mình là người bố thí, người kia là kẻ thọ lãnh của mình, hay là nghĩ bố thí chắc có danh tiếng, có công đức, và thế nào người cũng biết ơn mình, vân vân, thì sự bố thí ấy dầu của nhiều cũng được phước ít. Đến như những người hoặc bất đắc dĩ mà bố thí, chớ không có lòng thương yêu đến ai, hoặc đã bố thí rồi trở lại ăn năn hối hận mà nghĩ rằng cái cho đó thiệt uổng, thà không cho mà còn hay hơn, hay là trong lúc bố thí mà đem lòng khinh bạc người, vân vân, thì sự bố thí ấy thiệt không có phước đức chi cả. Trong sự bố thí của Phật đã nói rõ như vậy, mà trong đời có lắm người hoặc bố thí một bữa cơm hay là cho một manh áo thì đã kể ơn. Vậy là muốn phước cho nhiều thì làm sao đặng? Thử coi chuyện nàng Bạch Tịnh Tỷ Kheo Ni đã kể ở trên. Trong kiếp quá khứ, chỉ bố thí cho thầy Tỷ Kheo một tấm chăn là vật không có giá trị gì, mà đời đời nàng đặng thác sinh nhầm chỗ giàu sang, hưởng thọ không biết bao nhiêu hạnh phúc. Rồi sau sinh được vào nhà ông phú trưởng giả đủ điều sung sướng, mà lại gặp Phật ra đời độ cho xuất gia, rồi kết cuộc chứng A-la-hán là khác nữa. Vậy biết rằng công đức bố thí là vô lượng vô biên. Nếu cứ tính mà luận thì việc bố thí của nàng Bạch Tịnh trong kiếp trước thật rất nhỏ nhen, còn lấy tâm mà bàn thì việc bố thí của nàng lại vô cùng to tát. Vì cái nghèo đến đổi hai vợ chồng chỉ có một tấm chăn để thay đổi nhau mà mặc trong khi đi làm ăn nuôi sống, và thay đổi nhau che thân trong cơn lạnh lẽo cho khỏi chết. Vậy thì tấm chăn ấy là cái mạng của nàng, nghĩa là tấm chăn còn thì mạng còn, tấm chăn mất thì mạng mất. Cái lý thế gian tất nhiên là vậy. Thế mà trong khi nghe thầy Tỷ Kheo thuyết pháp về vấn đề bố thí vừa xong, thì nàng lập tức khuyên lơn người chồng, rồi đem tấm chăn cúng cho thầy liền, mà không chút gì nghĩ đến nó là vật để nuôi sống mình. Thật, việc bố thí ấy không khác nào những người vì pháp mà hy sinh cả thân mạng. Vậy nên kết quả của nàng được trăm phần mỹ mãn cũng phải. Nếu chúng ta ngày nay, ai là người sẵn lòng từ bi bác ái, muốn nhiệt thành trong việc bố thí để cứu giúp cho phần đông nhân loại trong khoảng kinh tế khẩn cấp và bức bách này, nên noi theo gương bố thí một cách nhiệt thành của nàng Bạch Tịnh trong kiếp trước đó mà làm, thì chắc cái hạnh phúc về sau không thể nói được. Pháp môn tịnh độ, niệm Phật cứu chủ khỏi đọa, trích trong Tục Tạng Kinh. Thuở xưa, tại quận Ninh Ba có tên Trương Mân, cha mẹ khuất sớm, coi cút một mình, nương náu với bà con cho qua ngày tháng. Sau đến làm mướn với người phú hộ ở cách làng, chuyên nghề bệnh dép lát. Thường bữa sớm mai, chàng cánh giỏ đi cắt lát, hay đi ngang qua trước một cảnh chùa, nghe các sải công phu, chuông trống in ỏi. Lần nào chàng cũng để giỏ trước cửa chùa, vào xem một lát rồi mới đi. Hòa thượng thường thấy như vậy, nên một bữa nọ, ngài kêu chàng mà hỏi rằng: "Nhà ngươi muốn tu hay sao mà ngày nào cũng thấy đến đây?" Trương Mân nghe hòa thượng hỏi mấy lời, liền chắp tay thưa rằng: "Bạch thầy, con muốn lắm, nhưng con là đứa ở đợ với người, không biết tính làm sao mà tu cho được." Hòa thượng nói: "Hễ muốn là được. Sự tu hành chẳng luận là chủ nhà hay đầy tớ, và cũng chẳng cần người ở am tự hay kẻ tại gia. Hễ có lòng thành thì gặp cảnh ngộ nào tu cũng được cả. Như nay người đang ở đầy tớ cho người, nếu người có chí muốn tu thì ta dạy một cách rất dễ dàng.
những người chí thành thì có hiệu nghiệm. Trương Mân nghe nói rất mừng, liền quỳ xuống đảnh lễ mà thưa rằng: xin nhờ ơn thầy chỉ giáo dùm cho đệ tử. Hòa thượng nói: người cứ về tập ăn chay lần lần, trước ăn chay kỳ, sau sẽ ăn trường và giữ năm điều cấm cho tinh nghiêm, rồi cứ thường ngày niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi khi niệm Phật phải chuyên tâm chú ý, đừng cho sao lãng lúc nào, thì cả đời người sẽ được bình yên, mà đến lúc lâm chung lại được siêu sinh về tịnh độ nữa. Trương Mân nghe sư ông dạy bảo mấy điều thì hết sức vui mừng, bèn bái tạ thầy rồi về nhà cứ y theo lời dạy, thành tâm phát nguyện ăn chay trường và mỗi bữa thường niệm Phật. Chàng lại đan một cái giỏ bằng tre để trước mặt, mỗi khi niệm Phật một biến thì ngắt một cọng lát bỏ vào giỏ ấy, như là một hột chuỗi bồ đề vậy. Mỗi khi cọng lát đầy giỏ, chàng liền xách đến chùa bạch cùng hòa thượng, rồi đem ra trước bàn Địa Tạng giái đốt, cứ chí tâm làm như vậy được 10 năm. Một bữa nọ, ông chủ của Trương Mân bị đau chứng ung thư phát bối. Người nhà đi tìm rước đủ lương y cứu chữa, nhưng bệnh đã không thuyên giảm chút nào, mà càng ngày lại càng nặng. Một hôm, ông nằm chiêm bao, thấy quỷ sứ đến bắt ông dẫn về nơi Minh Phủ, bị vua Diêm La quở trách và kể hết những tội ác của ông khi ở trên dương thế. Ông phú hộ nghe Diêm Chúa tỏ hết tội của mình, không sót một khoản nào, thì liền sợ hãi, lạy lục và khóc lóc xin tha thứ cho về dương thế lo tu phước, hòng chuộc tội đã lỡ lầm. Diêm Chúa thấy ông đã ăn năn tự hối và nghĩ đến Trương Mân mỗi khi niệm Phật có cầu nguyện cho ông, nên phán rằng: người khi ở trên dương thế đã làm nhiều điều ác đức, cho dây đặt nợ một vốn năm bảy lời, lập mưu này bày kế nọ mà lo chứa tiền của cho nhiều, chẳng thương kẻ khó, lại làm nhiều sự ức hiếp cho người nghèo. Nếu chiếu theo luật Diêm Đình mà phán xử thì phải bỏ nhà ngươi vào rừng kiếm non đao mới đáng. Nhưng vì ngươi có một đứa đầy tớ tên là Trương Mân, rất trung tín không ai bì, thường bữa hay niệm Phật lại có lòng cầu nguyện cho ngươi, nhờ vậy mà ngươi được giảm bớt tội. Nay ngươi nên đền ơn cho nó 1000 nén bạc, để nó làm những điều từ thiện thì mới được tiêu tội và thêm phước cho ngươi. Ông phú hộ nghe vua Diêm La phán dạy như vậy thì mừng rỡ khôn cùng, liền giật mình thức dậy. Ông bèn kêu hết cả vợ con đến và thuật lại điềm chiêm bao ấy, thì cả nhà nghe nói đều lấy làm kỳ. Ông bèn kêu Trương Mân nói rằng: con đến ở cùng ông đã lâu, không về con có lòng chí thành, biết ăn chay niệm Phật đến nỗi cảm kích đến Diêm Đình, lại thành tâm cầu nguyện cho cả nhà ông được thêm phước thọ. Nay ông còn sống trên dương thế cũng nhờ công đức của con, vậy ông cho con 1000 nén bạc, tự ý con liệu việc gì làm có phước thiện thì con lấy bạc ấy mà dùng. Trương Mân nói: thưa ông, con vì nghèo cực đến ở mướn cùng ông, manh áo bát cơm cũng nhờ ông bảo dưỡng, con có chút công đức thì đâu xứng đáng cái ơn ấy mà ông cho bạc nhiều như thế. Con chưa thật cùng ông, cách nay 10 năm, con có đến chùa gặp ngài hòa thượng thương con dạy cách ăn chay niệm Phật, nên con thành tâm tu niệm đã lâu ngày và thường cầu nguyện cho ông được phước thọ tăng long để đền đáp lại ơn cao dày trong muôn một. Đó cũng là bổn phận của con phải làm. Nếu ngày nay ông dâng lời Diêm Vương cho con tiền bạc thì con biết để làm gì, cha mẹ đã mất, vợ con cũng không, nên con không dám nhận. Vậy con xin thưa lại cho ông rõ điều này. Nguyên ngày trước con vào chùa thường nghe hòa thượng giảng về sự tu phước và nói rằng việc lập chùa, đúc tượng Phật, bố thí cho kẻ nghèo đói và bắt cầu đắp lộ cho người đi thì được nhiều phước đức. Con nghe nói cũng muốn làm, nhưng ngặt vì không tiền nên không thể đạt kỳ sở nguyện. Thôi, ngày nay số tiền ông hứa cho con đó, xin để lại lập một cánh chùa, còn dư bao nhiêu thì ông bố thí cho dân nghèo trong làng,
và là một cái cầu bắc ngang sông này cho hành khách qua lại để khỏi bị cái quả đắm đuối thì con rất vui lòng. Ông Phú Hộ nghe mấy lời của Trương Mân Sinh, bèn thỉnh hòa thượng đến chứng minh cho ông phát nguyện ở giữa Phật đài, rồi cách ít lâu bệnh ông được lành như cũ. Khi vừa mạnh, ông liền kêu thợ đến cất một cảnh chùa gần bên nhà ông để cho Trương Mân ở tu hành, còn dư tiền bao nhiêu thì đem ra bố thí cho kẻ nghèo và bắt cầu đắp lộ y như lời của ông đã nguyện. Xét như chuyện niệm Phật của Trương Mân cứu chủ đã nói trên đó thì biết pháp môn tịnh độ dễ tu và dễ đặng, lợi cho mình và lợi cho người, thật là một pháp đứng đầu trong Phật pháp. Nói về phần dễ tu dễ chứng, chẳng những người thượng trí tu được mà thôi, lại hạng người ngu cũng tu được nữa. Chẳng những người giàu sang tu được mà thôi, lại hạng người nghèo hèn cũng tu được nữa. Chẳng những người thông thả tu được mà thôi, lại hạng người bận việc cũng tu được nữa. Chẳng những người xuất gia tu được mà thôi, lại hạng người tại gia cũng tu được nữa. Nếu đã tu được thì chắc rõ cái hiệu quả hiện tiền phước thọ, một hậu giảng sinh, quyết không sai chạy một mảy. Dẫu cho người nào mỗi bữa niệm Phật mà tán tâm hay vọng tưởng đi nữa thì đời sau cũng được hưởng sự an lạc nơi cõi nhân thiên, chứ không bao giờ bị đọa. Còn nói về phần lợi mình và lợi người thì chẳng những mình tự tu tự độ lấy mình mà thôi, đến như người biết thể theo cái bi nguyện của Phật Bồ Tát, mỗi bữa sau khi niệm Phật, nếu chú nguyện cho cha mẹ, ông bà, họ hàng, quyến thuộc đang hiện tại hay đã quá vãng rồi, thì phần mấy người đó sẽ được nhờ cái ảnh hưởng ấy. Nếu sống thì thêm phước thêm duyên, nếu chết rồi thì cũng đặng siêu sinh về Phật quốc thiên đường là khác. Bởi vậy cho nên Trương Mân niệm Phật mà người chủ được tha tội hoàn hồn thì đủ biết cái thần lực diệu dụng của Phật pháp thật là vô lượng vô biên. Vậy xin ai là người đã... Mỗi khi gặp tai nạn hay làm việc gì thất bại, quý vị liền cầu Phật cứu cho con hết khổ. Nếu Phật cứu được thì bệnh phải hết liền. Vậy mà nhiều người nằm tới 10 ngày, 20 ngày, có khi cả đôi 3 tháng. Như vậy Phật có cứu không? Cầu mà không như nguyện thì người ta cứ ngầm tưởng Phật không linh. Mình tin Phật, cầu xin Phật mà sao không có kết quả, đó là vì họ không hiểu đạo Phật. Có những người làm ăn, mua bán, gặp lúc thất bại, rồi nợ nần liền cầu nguyện Phật, Phật cứu cho con làm ăn phát tài, trả nợ cho mau, vân vân. Nếu cầu hoài không được thì nói Phật thương chúng sanh, mà sao mình khổ, mình cầu, Phật không cứu. Như vậy nghĩa cứu khổ của Phật đâu còn. Đó là chỗ lầm lẫn của đa số Phật tử hiện nay, do hiểu lầm nghĩa cứu khổ, nên cứ cầu mong Phật cứu mình. Nếu không được như nguyện thì tưởng chừng như lời Phật là lời hứa suông, chứ không phải là lời thật. Vì thế niềm tin nơi Phật bị suy kém đi. Giờ đây chúng ta phải định nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh là cứu bằng cách nào. Chúng ta phải nắm cho vững, hiểu cho rõ thì mới biết được ý nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh. Thường người ta cứ nghĩ khổ là từ bên ngoài đưa vào, mà không thấy được khổ gốc từ nơi chính mình ra. Bởi vậy khi gặp khổ, Phật tử vội vã cầu Phật cứu, cầu không được liền cho rằng Phật không linh, không sẵn sàng cứu khổ mình, đó là hiểu sai lầm. Quý vị nhớ người Phật tử khi quy y với Phật thì trước phải giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Giữ giới như vậy để làm gì? Nhiều khi Phật tử cũng không biết tại sao phải giữ giới nữa. Bởi giới luật của Phật là hàng rào ngăn chặn không cho chúng ta rơi xuống hố tội lỗi. Vì rơi xuống hố tội lỗi là đau khổ, như vậy giới luật giữ cho ta không rơi vào chỗ đau khổ. Người phạm giới sát sanh như giết người thì khổ hay vui? Dĩ nhiên là khổ. Phật tử giàu có giận mấy, nhưng nghĩ tới muốn hại, muốn giết người thì phạm giới cấm của Phật nên không dám giết.
giận cũng ráng chịu phải không? Nhờ không giết người nên không bị tù tội, không bị oán thù. Tù tội, oán thù, hai việc đó khổ hay vui, hai nỗi khổ lớn. Nhờ giữ giới nên dù giận cách mấy, chúng ta cũng chặn được những nỗi khổ lớn lao. Không giết người thì mình không bị tù tội, không bị người ta giết hoặc đánh đập lại. Như vậy, giới ngừa đón quả khổ trước khi mình tạo tội. Giữ một giới thì hết khổ một phần. Nếu giữ thêm giới không trộm cướp thì không bị bắt bớ tù tội. Đó là tránh được một nỗi khổ. Giữ giới không tà dâm thì bớt được nỗi khổ gia đình đi tán. Nếu gia đình chồng hoặc vợ ngoại tình với kẻ khác thì gia đình đó vui hay khổ? Khổ. Người chồng hoặc người vợ đau khổ và con cái cũng đau khổ nữa. Như vậy giữ giới không tà dâm thì vợ chồng hòa thuận, con cái vui tươi. Đó là tránh được khổ rồi. Không nói dối, gạt người thì không bị người chê trách, khinh miễn mình. Ngược lại, nếu dối gạt người thì sẽ bị người chê trách khinh bỉ. Khi bị người chê trách khinh bỉ, mình có vui không? Mình khổ. Bây giờ mình tránh không lừa dối ai, nên không bị chê trách, giận hờn thì mình khỏi khổ. Không uống rượu say, không hút á phiện, không xì ke ma túy có khổ không? Không khổ. Nếu ở gia đình có một ông chồng cứ say lê mê, ra đường thì ngã nghiêng, về nhà thì ụa mửa, quý vị có khổ không? Rất khổ. Nếu người chồng là Phật tử tỉnh táo, sáng suốt, không say sưa thì vợ không khổ, mà bản thân người chồng cũng được vui. Nếu trong gia đình không có ai hút á phiện, xì ke ma túy thì gia đình đó hạnh phúc, không bị khổ. Như vậy Phật dạy giữ năm giới có phải là chặn đứng gốc đau khổ cho chúng ta không? Mà chặn đứng đau khổ cho chúng ta tức là cứu khổ rồi. Phật cứu khổ chúng sanh bằng cách cứu nhân chứ không cứu quả. Chúng ta bây giờ đòi cứu quả chứ không chịu cứu nhân. Khi gặp khổ, thí dụ như đi ăn trộm của người ta, bị lính bắt liền cầu Phật cứu được không? Bây giờ Phật dạy mình ngừa, không trộm cắp thì sẽ không bị bắt bớ, đó là Phật đã cứu rồi. Như vậy Phật cứu khổ chúng sanh là cứu khổ từ nhân. Chúng ta không gây nhân xấu thì không gặp quả khổ, chứ Phật không thể cứu khổ trên quả được. Bởi vì theo luật nhân quả, hãy gây nhân nào thì gặt quả ấy thôi, không thể khác được. Cho nên Phật cứu mà chúng ta không thấy cứu. Tôi thường hay ví dụ có hai người đang cãi vã ngoài đường. Một nhà tu đi ngang khuyên: "Thôi, hai anh bỏ qua đi, hòa với nhau đi, cãi lẫy làm chi, rồi sanh đánh đập nhau thì khổ lắm, đừng làm việc đó." Khuyên như vậy mà hai người kia chẳng thèm nghe. Do không chịu nghe nên cãi một hồi rồi đập nhau lỗ đầu, phải chở vô bệnh viện. Tại bệnh viện nhờ y tá băng bó, trị liệu cho lành. Khi được lành, người ấy mang ơn ai? Họ nói: "Mấy vị y tá tốt quá, đã băng dùm những vết thương cho họ." Như vậy họ chỉ biết ơn người cứu mình trên quả, còn người khuyên mình dứt từ nhân thì lại không chịu nghe, coi thường. Lẽ ra kẻ ấy nhớ lại, phải chi hôm đó mình nghe lời thầy khuyên, đừng chửi, đừng đánh lộn thì đâu có bị thương tích. Như vậy thì được lành lặn trọn vẹn. Đằng này đợi đánh lỗ đầu rồi, đi băng bó, rốt lại mang ơn người băng bó, mà không mang ơn người khuyên mình từ buổi đầu. Quý vị thấy có dở, có muộn lắm không? Người ta thường bị lỗi vì chỉ biết trên quả, đang đau khổ thì cầu cứu, mà không biết nguyên nhân đưa đến đau khổ để ngừa tránh. Đức Phật thấy tường tận nguyên nhân nào đưa chúng ta tới đau khổ. Ngài khuyên dạy, phải đừng tạo nhân đó. Nhân đã không tạo thì quả làm gì có. Như vậy nhìn cạn, chúng ta không thấy Phật cứu. Nhưng thật sự Phật đã cứu ta rồi. Phật cứu mà không thấy, vì cứu trên nhân, còn thế gian cứu mình là cứu trên quả. Phật dạy chúng ta giữ năm giới, đó là ngừa đón tội khổ cho chúng ta. Nếu chúng ta tuân theo, giữ đúng thì sẽ hết khổ. Đó là chúng ta tu, tu thì sẽ hết khổ nhờ vâng lời Phật dạy.
tuân theo, hành theo, nên chúng ta hết khổ. Gọi đó là Phật cứu khổ. Như vậy ý nghĩa cứu khổ trong nhà Phật rất rõ ràng. Còn hàng xuất gia thì rất nhiều giới, nhưng tôi chỉ nói giới phổ thông, gần gũi nhất là giới Sa Di. Sa Di có 10 giới, bởi vì người tu phải giữ 10 giới đầu là giới gốc. 1. Không sát sanh. 2. Không trộm cướp. 3. Không dâm dục. 4. Không nói dối. 5. Không uống rượu, không dùng các chất say như xì ke, ma túy, vân vân. 6. Không ca hát. 7. Không đeo tràng hoa, không xông ướt các chất thơm. 8. Không nằm ngồi giường to lớn. 9. Không được ăn phi thời. 10. Không giữ tiền bạc, châu báu, vân vân. Những điều đó nghe qua quý vị thấy có gì quan trọng mà Phật bắt phải giữ như vậy? Thí dụ như lâu lâu thân thể hôi hám, có ai cho xà bông thơm hay dầu thơm mình thoa một chút cho đỡ hôi, có tội gì đâu, có hại ai đâu mà Phật cũng cấm nữa. Chúng ta nhớ, Phật dạy người xuất gia tu để giải thoát sanh tử, mà muốn giải thoát sanh tử thì phải dứt hết những tâm ô nhiễm dục lạc của thế gian. Nếu xoa dầu thơm, nghe mình hơi thơm thì liền khởi niệm thích. Đó chính là niệm dẫn tới ái dục của thế gian. Người khác nghe mùi, họ nghĩ rằng vị tu sĩ đó còn thích trang sức cho đẹp, chứng tỏ là tu chưa kỹ, nên họ chọc ghẹo. Từ đó mà dẫn tới nhiều chuyện không tốt. Như vậy, Phật ngừa đón, không cho mình làm những điều đó, bởi vì làm điều đó là tuột xuống, không còn đi trên đường giải thoát nữa. Tuy nó nhỏ, không làm khổ cho ai, nhưng nó là nhân tế nhị, dẫn chúng ta đến gần các thứ dục lạc của thế gian, nên người tu phải tránh đi. Như Phật dạy không được xem hát hay nghe nhạc vân vân. Chúng ta thấy xem hát nghe nhạc đâu có làm tổn thương ai, sao Phật không cho? Bởi người xuất gia thì luôn giữ tâm trong sạch an định. Nếu đi xem hát nghe nhạc, tâm sẽ bị chao đảo rung động. Rung động thì mất chánh niệm, tà niệm sẽ dễ sanh. Như vậy trên đường giải thoát có thể lui sụp. Cho nên Phật cấm không được nghe nhạc, không được đi xem hát, đó là ngừa từ nhân. Giữ được tâm an định thì việc tu tập không bị lui sụp. Ví dụ bên cạnh con đường ta tới lui là một cái hố sâu rất nguy hiểm, nếu lọt xuống đây thì ngoi đầu lên không nổi. Cũng vậy, muốn hàng xuất gia khỏi lọt xuống hố, nên Phật dùng cái hàng rào chắn ngang gần miệng hố. Chúng ta đi vừa đụng, nó liền dội lại, nên không rớt xuống hố. Nếu không có hàng rào này, thì quả rơi xuống hố khó tránh khỏi. Hàng rào là gì? Là giới luật vậy, cho nên giới có nghĩa là phòng phi chỉ ác. Phòng phi nghĩa là ngừa những việc quấy, chỉ ác là dứt, dừng những tội lỗi. Giới chính là hàng rào ngừa đón tội lỗi, dẫn người tu đi đến đau khổ. Do đó Phật chặn trước, bắt giữ giới là ngừa đón trước, để đừng xảy ra những việc không tốt. Người tu mà không chịu giữ giới thì sao? Thì có ngày lọt xuống hố, không nghi ngờ gì cả. Như vậy cư sĩ tại gia có 5 giới, người xuất gia có từ 10 giới trở lên, tùy theo cấp bậc. Cho nên biết giới là phương tiện ngừa đón cho chúng ta không bị khổ. Nếu ai biết giữ giới luật thì người đó hết khổ, ngược lại kẻ không chịu giữ giới thì phải chịu đau khổ. Đó là chặn tu ban đầu của chúng ta. Nếu chặn ban đầu không thực hiện được thì chặn thứ hai, thứ ba chúng ta khó thực hiện được. Thí dụ Phật dạy chúng ta đừng tham, phải bớt tham, nhưng Phật tử ham làm ăn nên cứ dây vốn làm ăn mãi, không chịu dừng. Đến hồi lỗ vốn, chừng đó kêu Phật cứu kịp không? Thôi thì mình có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, đừng tham nhiều. Đừng tham thì đâu có lỗ, không lỗ thì đâu phải thiếu nợ. Chờ đến khi lỗ vốn, thiếu nợ rồi mới kêu Phật cứu làm sao được? Đó là những điều Phật tử chúng ta không thấy, không hiểu nên phải chịu khổ. Như Phật dạy đừng nóng giận, vì nóng giận là con rắn độc, nhưng Phật tử vẫn cứ nóng giận,
ai nói gì trái ý liền nổi nóng la lối, có khi chửi đánh nữa. Mà la lối chửi đánh nhau thì khổ thôi, chứ vui sao được. Với người láng giềng mà la lối chửi mắng ôm sòm thì mai mốt gặp mặt nhau có khổ không? Phật gọi đây là quán tắng hội khổ. Thù quán gặp nhau là khổ. Nếu đi ra đi vô, gặp mặt hoài thì cả ngày khổ hoài, phải không? Còn nếu mình không nóng giận, đánh đập, chửi bới nhau thì gặp nhau vui cười, đó là không khổ. Như vậy tất cả nỗi khổ đều do chúng ta tạo. Nếu mình biết tu, nó sẽ chuyển, sẽ hết. Không biết tu, nó còn hoài. Tôi nhắc lại câu chuyện trong kinh. Một hôm, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nếu ở trong thất của các ông ngủ có ba con rắn độc, các ông có ngủ yên không? Các thầy tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. Phật hỏi: Làm sao các ông mới ngủ yên? Các thầy thưa rằng: Chừng nào chúng con đuổi hết ba con rắn ra khỏi thất, chừng đó ngủ mới yên. Phật nói: Cũng vậy, tham sân si là ba con rắn độc, chúng còn nguy hiểm hơn cả rắn độc nữa. Tại sao? Rắn độc chỉ cắn thân này chết trong một đời thôi, còn tham sân si sẽ khiến chúng ta tạo nghiệp đi trong sanh tử, hết chết thân này tiếp tục chết thân thứ hai, thứ ba, cho tới trăm ngàn thân. Rắn độc chỉ giết chúng ta một thân, còn tham sân si giết không biết bao nhiêu thân, rõ ràng nó độc hơn cả rắn độc rồi. Nên biết, còn một trong ba cái độc tham sân si ở trong mình thì chúng ta chưa thể an được. Nhưng không hiểu tại sao Phật tử cũng như hàng xuất gia còn thương ba con rắn độc quá, thương nên không nỡ đuổi nó ra. Như vậy thì rõ ràng là tự mình chuốc khổ. Chúng ta tưởng tượng trong cái thất có ba con rắn độc cứ bò qua bò lại thì mình sẽ thế nào? Mất ăn mất ngủ, phải không? Cũng vậy, trong thân này còn tham sân si, tức còn rắn độc, thì làm sao ngủ yên? Cho nên các vị cổ đức hay khuyên các ông phải diệt trừ phiền não. Phiền não còn lừng lẫy thì các ông đâu thể an vui mà ngủ. Thật sự như khi quý vị đang giận ai, giận tức bụng, nghe tiếng kẽn đi ngủ mà nằm hoài ngủ không được, thì đó bởi vì còn rắn độc lãm giảng trong đầu, làm sao ngủ được. Cho nên người tu tại gia cũng như xuất gia, biết ba con rắn độc nguy hiểm, chúng ta phải tránh, phải đuổi nó ra, đừng chứa chấp. Ba con rắn độc đó, tôi tượng trưng rắn thứ nhất là rắn hổ ngựa. Rắn hổ ngựa là rắn gì? Tức con rắn trong đồng quê, nó lướt trên cỏ nhanh lắm, như ngựa vậy. Đó là rắn tham. Rắn thứ hai là rắn hổ lửa. Hổ lửa là rắn gì? Là rắn sân. Rắn thứ ba là rắn hổ đất. Nó chui vào hang tối, mình không thấy nhưng gặp nó cắn cứu không được là rắn si. Như vậy trong ba con rắn, nổi nhất hung dữ nhất là hổ lửa, nhanh nhẹn nhất là hổ ngựa, mà lì lợm nhất là hổ đất. Chúng ta có đủ ba con rắn đó không? Ai có đủ ba con rắn đó thì phải làm sao? Biết trong nhà mình chứa ba con rắn độc như vậy thì không thể nào an ổn. Không an ổn tức là đau khổ. Vậy muốn hết đau khổ phải tìm đủ cách để đuổi nó ra. Thế mà có người không chịu tìm, được người ta khuyên đuổi ra còn nói: Được, để đó đi, không sao đâu. Như tôi thường nói, chúng ta hay nóng giận, ai nói trái ý liền đỏ mặt la ôm sòm. Khi đó huynh đệ khuyên: Mình tu rồi nóng giận coi không được, kỳ lắm, bỏ đi. Ta liền nói: Tánh tôi vậy đó, bỏ không được. Nói thế có nghĩa là tánh như vậy thì giữ như vậy không bỏ được. Đó là không sợ con rắn hổ lửa rồi, nên mới chấp nhận cho nó ở chung. Phật tử sống ngoài thế gian cũng vậy. Nhiều khi vợ chồng có chuyện cãi vã, vợ nói: Sao anh nóng quá vậy? Chồng liền lớn tiếng: Tánh tôi nóng vậy đó, đừng có động tới. Vì giữ tánh nóng nên động tới là té lửa liền. Đã không ưng bỏ nên mới bảo vệ nó. Chúng ta mới thấy rằng trên đường tu, nếu mình không can đảm,
không chịu dẹp bỏ những nhân đau khổ, thì quả đau khổ tránh sao cho khỏi. Thí dụ người xuất gia mà nuôi rắn hổ lửa, hôm nào huynh đệ nói gì trái ý, nổi giận tát tay người ta, do tát tay người ta nên chiều nhóm chúng bị đuổi đi. Bị đuổi đi liền đắp y lên bàn Phật thắp hương nguyện: Phật cứu độ con bị đuổi ra khỏi chúng khổ quá. Phật cứu kịp không? Phật cũng không biết làm sao cứu. Chính khi biết mình nóng là do chứa con rắn độc thì phải dẹp nó liền. Dẹp nó là y theo lời Phật dạy để mình hết khổ. Đó là Phật cứu mình, đằng này không chịu dẹp nó, chờ tới quả rồi mới cầu Phật cứu. Ở thế gian tham lam là tật xấu, là tội lỗi, mà thấy của người ta vẫn cứ tham rồi lén ăn cắp nên bị người ta bắt được, đưa vô khám. Lúc vô khám chắp tay cầu nguyện: Phật độ cho con được mau ra. Phật là bậc biết luật, làm sao độ như vậy được? Bởi nhân mình không tránh thì quả đến, Phật cũng thua thôi, không làm gì được. Đức Phật từ bi vô hạn, cho nên Ngài ngừa đón giúp chúng ta từ ban đầu. Vì muốn tránh khổ cho chúng ta nên Phật răn dạy đừng làm những điều ấy. Nhưng chúng ta không nghe thì khổ đến, Phật không làm sao cứu được. Ví như người cha, người mẹ thương con đáo để, đứa con trai 13, 15 tuổi, cha mẹ khuyên cấm không cho hút thuốc, không cho uống rượu, không cho chơi với mấy đứa trẻ hư hỏng chân dân, cấm 5-7 điều. Cấm như thế, đứa con thấy ba má mình khắt khe quá. Tại sao ba má thương mà lại khắt khe với con? Nhưng điều đó phải khắt khe không? Chính sự ngăn cấm là ngừa đón cho con khỏi những thói hư tật xấu. Trái lại con không chịu nghe nên giao du với bạn xấu, đánh lộn với người ta lỗ đầu chảy máu, rồi chạy về nhà kêu ba má. Ba má làm gì được, đi chơi ngoài đường, ở chỗ xa, đánh lộn thì phải ráng chịu, chứ ba má làm sao cứu được. Trước ba má đã bảo đừng chơi với lũ côn đồ du đảng, bây giờ chơi với nó thì nó đập phải chịu chứ sao. Cha mẹ vì sợ con hư nên mới răn cấm không cho con làm những điều đó. Nhưng đứa con không biết nên chuốc quả khổ. Cha mẹ dù có thương đáo để cũng không làm gì được. Cũng vậy, Phật vì thương chúng sanh dạy cho chúng sanh pháp tu để hết khổ, cho nên Ngài chế giới răn cấm các việc lỗi lầm gây ra đau khổ. Nếu nhân không tạo thì quả đâu có. Như vậy là đã cứu cho chúng ta thoát khỏi khổ đau một cách trọn vẹn an lành. Chứ còn chờ gặp tai nạn, đau khổ rồi mới cứu thì dù có cứu được cũng không trọn vẹn. Thế nên chúng ta phải hiểu giá trị của đạo Phật. Tu là tránh trước những nhân gây ra tội lỗi, gây ra đau khổ, nhờ tránh nên không khổ. Đó là biết tránh và biết tu theo nhân quả nghiệp báo. Người Phật tử cũng như người xuất gia, muốn hết quả đau khổ thì phải tránh nhân ác. Những gì thuộc về nhân xấu, nhân ác thì tuyệt đối không làm. Ví dụ như có người thấy gia đình kia có một đứa con cưng quý, thấy rồi liền sanh tâm đố kỵ, sao mình không được cưng quý như người đó. Do đố kỵ nên gặp chú con cưng của người ta đi chơi, liền dây đánh để trả cái hận ganh tị đó. Đánh người ta lỗ đầu nên bị lính còng tay, chừng đó làm sao? Tại vì mình không tránh nhân ác thì quả ác tới mình phải chịu. Chứ nếu mình biết, người ta có phước nên được cha mẹ cưng chiều, tưng tiêu, còn mình vô phước nên cha mẹ nghèo, không được như vậy, thì thôi, phước ai lý hưởng, mình đố kỵ làm chi cho thêm buồn, thêm khổ. Biết suy nghĩ như vậy thì đâu có chuyện gì xảy ra. Cho nên Đức Phật dạy, người hay đố kỵ là người gây nhiều đau khổ. Khi có tâm đố kỵ thì phải dùng thuốc gì để trị? Phật dạy dùng thuốc tùy hỷ trị tâm đố kỵ. Tùy hỷ là sao? Tùy là theo, hỷ là vui. Thấy người khác được cha mẹ cưng, mình vui theo. Anh đó có phước, được cha mẹ cưng thật là đáng mừng, đáng vui cho anh. Không có tâm đố kỵ thì đâu có đánh người ta. Hoặc sớm mình nghèo, sớm người giàu thì mình cũng vui theo.
tôi rất mừng cho anh chị làm ăn có phước được khá giả. Nếu mình vui, mình mừng giùm họ, họ có ghét mình không? Làm sao ghét được? Đằng này, thấy người ta làm ăn phát đạt giàu, còn mình nghèo, nên gặp nhau không thèm nói tới tên, không thèm chào người ta. Từ đó trở thành thù địch, rồi dẫn tới ghét nhau. Mai kia, lỡ có chuyện cần chút ít tiền gấp, chạy qua mượn họ không cho, chừng đó có phải khổ không? Vì vậy mà Phật dạy phải tùy hỷ, thấy ai được tốt, được vui, mình đều mừng vui theo họ. Họ được, coi như mình được thì không khổ. Còn nếu người thấy ai hơn mình cúi đầu ngó xuống, không bằng lòng, người đó sẽ khổ. Như mình mặc bộ đồ hơi sơ sài, thấy người ta mặc bộ đồ đẹp hơn thì cúi gầm mặt xuống. Mình đi chiếc xe đạp, còn người ta lái xe máy cũng gầm mặt xuống, vân vân. Như vậy từ sáng tới chiều, mình cứ cúi mặt, không dám nhìn ai hết, khổ chưa? Còn nếu vui theo người ta thì cả ngày mình vui hoài, sướng không? Như vậy khổ từ đâu mà có, từ tâm đố kỵ có. Nhiều khi anh em ruột, mà người anh làm ăn phát tài, người em làm ăn trật lên trật xuống nghèo khổ, thì anh em cũng hết thân nhau. Hết thân là tại người anh coi thường em, hay tại người em có tâm đố kỵ nên tránh xa anh? Tâm đố kỵ làm cho người ta đau khổ, làm gì vậy? Chúng ta biết tu rồi thì nên có tâm tùy hỷ với mọi người chung quanh. Ai được tốt, được vui, mình mừng với họ, vui vẻ, chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với họ, thì có ai ghét mình đâu. Như vậy chúng ta sẽ hết khổ, tâm của mình càng mở rộng, càng vui vẻ. Ngược lại, càng hạn hẹp chừng nào thì càng đau khổ chừng ấy. Cho nên tu là phải biết mở rộng lòng mình, đừng khép kín, đừng ích kỷ, đừng đố kỵ, đừng xấu xa, thì chúng ta sẽ hết khổ. Đó là nói tránh những điều ác, kế đến còn làm thêm việc lành nữa. Như thế chẳng những mình hết khổ mà còn được vui. Ví dụ ta ra đường, thấy một đứa bé đi học bị sẩy chân té, ta liền chạy lại đỡ nó, ủi cho sạch sẽ, rồi lượm tập vở lên gói ghém đàng hoàng, đưa nó ôm đi, giúp nó qua tai nạn bất thường đó. Nó có mang ơn mình không? Tự nhiên khi bình tĩnh lại, nó biết cảm ơn mình. Chúng ta làm được việc đó có vui không? Làm cho người ta bớt khổ, đó là nguồn vui của mình rồi. Mai chiều gặp lại, nó biết xá, biết cảm ơn thì càng vui hơn. Nên làm được một chút điều lành là tạo một cơ hội vui cho mình. Mình vui người cũng vui, đó là tu. Trên đường tu chúng ta phải hiểu thấu đáo tường tận ý nghĩa đó. Đừng nghĩ rằng miễn được phần mình thì thôi, còn ai khổ mặc họ. Phải nghĩ rằng tất cả đau khổ của người chính là đau khổ của mình. Giúp cho người là giúp cho mình. Nhớ nghĩ như vậy, chúng ta sẽ vui hoài. Đi đâu làm gì chúng ta cũng vui. Ngược lại, chúng ta khó làm được các điều vui. Trong lá phái quy y của quý Phật tử có bốn câu kệ của Phật Ca Diếp: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Dịch: không làm các điều ác, dân làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Không làm các điều ác là giữ giới luật, ngăn ngừa không tạo các tội lỗi. Dân làm các điều lành là sống với tâm đạo đức. Việc lành lớn, việc lành nhỏ nào mình cũng sẵn sàng làm, sẵn sàng giúp người, đó là tu. Chứ còn tu mà cứ nghĩ đi chùa tụng kinh lạy Phật đủ rồi, ai khổ mặc họ thì chưa phải thật tu. Chúng ta sống trong lòng xã hội, nên mỗi cái xấu, mỗi cái dở của xã hội đều liên hệ, ảnh hưởng tới mình. Cho nên người khổ thì mình cũng khổ, người vui mình cũng vui. Vì vậy mà chia sẻ nhau cho bớt khổ đi được vui. Đó là chúng ta tu trong thực tế. Đừng nghĩ chỉ có cúng Phật, tụng kinh mới là tu. Hiểu như vậy là hẹp hòi, chưa thông suốt. Thêm một việc nữa, có nhiều Phật tử biết làm lành lánh dữ,
mà cứ gặp tai họa liên miên. Người ấy tự nghĩ cả đời mình làm lành, mà sao nay cứ tai họa này, mai tai họa kia. Nghĩ như vậy nên thối tâm hết muốn tu, bởi thấy tu cũng không đi tới đâu, khổ cũng vẫn khổ, vậy thì tu làm chi? Tôi thường nói, nếu quý Phật tử chưa bao giờ bị người đó làm phiền, thì khi gặp mặt họ, ta có giận không? Chắc chắn là không. Còn nếu người đó từng làm phiền mình, thì khi gặp mặt họ, ta thấy dễ thương hay dễ ghét? Thấy dễ ghét ngay. Như vậy, do có sự oán hờn, nên khi gặp lại chúng ta bực bội không vui, có khi còn muốn làm cho họ đau khổ nữa. Đó là tôi thí dụ. Như vậy chúng ta nghĩ rằng mình chưa từng làm xấu, chưa từng hại người đó, mà tại sao họ lại hại mình? Sự thật hiện tại mình chưa từng làm gì xấu với họ, nhưng biết đâu những năm về trước hay những đời trước mình đã từng làm khổ họ. Bây giờ gặp lại, tự nhiên họ có ác cảm với mình ngay. Đó là vì chúng ta đã gieo nhân từ trước. Rồi cũng có những người chưa từng là bà con thân quyến gì của mình, chưa từng là bạn thân của mình, mà tại sao thấy mặt họ ta thương liền? Vậy tâm dễ thương dễ ghét đối với mọi người đó là do đâu? Ngay đời này họ chưa tạo nhân tốt hay nhân xấu với mình, nhưng nhân đời quá khứ còn thừa, cho nên gặp lại thấy dễ thương hoặc dễ ghét ngay. Người mình thấy dễ ghét đó, người khác lại thấy dễ thương. Chứ nếu người ta ghét nhau hết, chắc trần gian này khó có chồng có vợ phải không? Như vậy để thấy rằng có nợ nần, oan trái với nhau nên mới gặp lại. Nên nhiều người kể lại trong một xóm mà có chị xin việc làm, tới đâu cũng được nhận hết. Còn có chị xin chỗ thấp nhất cũng không được nhận. Do đó chị oán trách xã hội bất công, mà không biết tại nhân xấu của mình đã tạo từ trước. Có lẽ đời trước mình làm cho nhiều người ghét quá, nên bây giờ ai thấy mặt mình cũng không thèm nhìn, không thèm thương. Còn chị kia từng giúp đỡ kẻ này, người nọ, nên đời này sanh ra ai nhìn cũng thấy dễ thương. Như vậy dễ thương dễ ghét đều có nguyên nhân. Nguyên nhân ấy từ ai? Cũng từ mình mà ra. Chúng ta hiểu được lý nhân quả trong ba đời thì sẽ không còn thắc mắc điều này nữa. Được tốt hay bị xấu đều có nguyên nhân của nó, chứ không phải ngẫu nhiên mà ra. Nhưng người thế gian không hiểu như vậy, do đó cứ oán trách xã hội bất công, ưu đãi người này, bạc đãi người kia. Ai được ưu đãi đều do phước lành của họ, ai bị bạc đãi đều do những tội lỗi của họ mà ra. Hiểu như vậy chúng ta mới thấy sống trong cuộc đời, mình không oán trách hờn giận ai hết. Người xử sự xấu, mình không trách họ, mà trách mình hồi xưa không khéo tu, nên bây giờ bị người ta bạc đãi. Cứ tự nhắc, tại hồi xưa mình không khéo tu, nên bây giờ bị người ta bạc đãi, cũng đúng thôi. Đối với người được ưu đãi thì mình khen hồi xưa chị anh ấy khéo tu nên bây giờ được người ưu đãi, đó là gương cho mình bắt chước. Nhờ nghĩ như vậy nên không ghét người được ưu đãi, cũng không buồn vì mình bị bạc đãi. Như vậy là người biết tu. Chẳng những giới cư sĩ mà giới xuất gia cũng vậy. Có người ở trong chúng ai cũng thương, có người ai cũng ghét. Cứ mỗi khi người ta ghét, nói nặng nói nhẹ mình, thì mình tự nhủ. Cũng phải thôi, tại hồi xưa mình không khéo tu, như vậy sẽ không giận, không phiền ai hết. Thấy người tu được thương, mình mừng theo và bắt chước, ráng tu để về sau sẽ được như vậy. Tu là không có tâm oán hờn, không có tâm đố kỵ. Nếu không khéo, chúng ta cũng giống như người đời thôi, ở trong chúng thấy ai được thầy thương, huynh đệ rủ nhau ghét cay, ghét đắng người ta, đó là tâm đố kỵ, rồi nói xấu, kiếm cách này, cách kia hại người ta. Như vậy thì thật là tệ,
không xứng đáng với tư cách một người xuất gia chút nào cả. Do biết rõ được lý nghiệp báo, nhân quả trong ba đời, chúng ta mới không hờn giận, không oán trách. Còn không biết thì chúng ta dễ hờn giận oán trách, như vậy là chướng trên đường tu. Đức Phật nói pháp tứ đế: một là khổ đế, hai là tập đế, ba là diệt đế, bốn là đạo đế. Khổ đế là cái khổ của kiếp người, sanh già, bệnh chết, vân vân là khổ. Các thứ khổ này tự nhiên hay có nguyên nhân? Có nguyên nhân. Nguyên nhân là tập đế, nhiều thứ hợp lại thành nguyên nhân đau khổ. Biết nguyên nhân đau khổ rồi, chúng ta phải làm sao? Phải tiêu diệt nó, cho nên gọi là diệt đế. Diệt đế là tiêu diệt hết nguyên nhân đau khổ. Nếu diệt hết nguyên nhân đau khổ thì quả đau khổ chấm dứt. Muốn diệt hết khổ thì phải dùng phương pháp để tiêu diệt, đó là đạo đế. Như vậy, khổ tập là nhân và quả của đau khổ, diệt đạo là nhân và quả của niết bàn giải thoát. Nếu dùng đạo đế tiêu diệt hết nguyên nhân tập đế thì chúng ta sẽ hết khổ. Hết khổ là niết bàn, cho nên gọi là diệt đế. Diệt đế là diệt hết nguyên nhân đau khổ, nên được an vui. Như vậy, kinh điển Phật dạy chúng ta tu phải lấy nhân quả làm nền tảng. Cái khổ nào cũng có nguyên nhân, biết nguyên nhân rồi phải tiêu diệt nguyên nhân thì khổ mới hết. Phật tử chúng ta thường hiểu lầm, do chúng ta có gây tạo nhân tham lam, nóng giận nên bị người ta trả lại những nỗi đau khổ. Lúc đó mình cứ trách ta khổ là do người khác làm ra, mà không nghĩ vì nhân tham lam, nóng giận của mình mà chuốc khổ về sau. Như vậy tu là phải diệt nhân tham lam. Diệt nhân nóng giận thì khổ mới không còn. Ba thứ tham lam, nóng giận, si mê không còn thì hết khổ ngay. Sở dĩ chúng ta còn khổ là vì ba thứ đó còn. Như vậy, muốn hết khổ phải diệt tập nhân gây ra đau khổ. Diệt hết tập nhân đau khổ thì được an lạc. Nhưng diệt không có nghĩa là nói suông, mà phải có phương pháp. Phương pháp đó gọi là đạo đế. Tôi thường hay nói đạo Phật là thực tế, là cụ thể, chứ không phải huyền bí xa xôi. Nhưng Phật tử chúng ta bây giờ biến đạo Phật trở thành huyền bí hết. Tại sao? Như quý Phật tử biết mình còn nóng giận, còn tham lam là còn đau khổ. Như vậy đau khổ là bệnh. Bệnh đó phát nguồn từ sự nóng giận, tham lam, như từ di trùng sanh ra các bệnh khổ. Biết được di trùng gây bệnh rồi thì phải kiếm thuốc trị di trùng. Thuốc trị di trùng là đạo đế. Tiêu diệt được di trùng làm cho mình khổ thì quả khổ mới hết. Ví dụ người bị bệnh rét, bác sĩ xem thấy bệnh này thuộc về di trùng nào, tìm được di trùng sanh ra bệnh rét này rồi mới cho toa thuốc. Bệnh nhân theo toa thuốc ấy mua thuốc về uống thì di trùng sẽ chết, bệnh được hết. Nhưng có người tới bác sĩ chẩn mạch lại không chịu xem bệnh, không chịu xin toa thuốc mà cứ chắp tay thưa bác sĩ: cho tôi lành bệnh. Lúc đó bác sĩ nói sao? Chắc bác sĩ cũng chắp tay vái lại: tôi xin bái. Đức Phật từng nói Ngài là vua thầy thuốc. Chúng sanh có bao nhiêu thứ bệnh thì Phật có bao nhiêu thứ thuốc. Chúng sanh có 84.000 phiền não thì Đức Phật có 84.000 pháp môn để trị. Thuốc nào trị bệnh đó? Bây giờ chúng ta tới Phật không xin thuốc mà cứ chắp tay xin Phật cho con khỏe, cho con vui, cho con hạnh phúc, vân vân, thì Phật phải làm sao đây? Chắc Phật cũng lắc đầu thôi. Phật chỉ có khả năng biết bệnh, cho thuốc, còn phần lấy thuốc về uống là của chúng ta, đó là hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai chịu chẩn bệnh, lấy toa, nhưng đem toa về đọc hoài, đọc tới đọc lui đến thuộc lòng mà bệnh vẫn không hết. Kẻ này tới kiện thầy thuốc: sao tôi đọc toa hoài mà không hết bệnh? Bác sĩ sẽ nói sao? Tôi cũng bó tay luôn. Quý Phật tử thấy mình có giống như vậy không? Phật dạy kinh để chúng ta biết phương pháp tu. Bây giờ mình không chịu tu mà cứ đọc kinh cho Phật nghe hoài. Đọc một thời gian rồi nói:
sao tu mấy năm mà không hết phiền não, kinh thuộc lòng mà phiền não không hết. Đó là tại sao? Tại vì chúng ta giống hệt người được toa thuốc mừng quá. Có toa thuốc hay, cái đêm khoe người này người kia, tôi có toa thuốc hay, rồi đọc thuộc lòng, như vậy hết bệnh sao được? Trên đường tu chúng ta phải thật tu, chứ không phải chỉ tu mà bằng hình thức bên ngoài, như kinh Bát Nhã. Đa số quý vị thuộc lòng câu đầu là Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nghĩa là Bồ Tát Quán tự tại khi hành sâu trí tuệ Bát Nhã, Ngài soi thấy tâm uẩn đều không, liền qua hết tất cả khổ nạn. Quý vị đọc từ trước đến giờ được mấy trăm lần rồi mà có qua hết khổ nạn chưa? Như vậy là đọc toa thuốc chứ không phải uống thuốc. Cho nên Phật nói lời vàng lời ngọc, lời đúng sự thật mà mình chỉ biết đọc lời đó chứ không chịu ứng dụng tu nên không có hiệu quả, rồi đổ thừa tu Phật không có kết quả. Lỗi ấy tại ai? Trong kinh Đức Phật dạy về trí tuệ Bát Nhã có chia làm ba phần: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thật tướng Bát Nhã. Ngài Thái Hư ở Trung Hoa ví văn tự Bát Nhã như con thuyền, quán chiếu Bát Nhã như chèo dầm hay mấy đuôi tôm, thật tướng Bát Nhã như bờ bên kia. Người muốn qua sông đến bến đò, có đò đậu sẵn, thuyền đậu sẵn. Những kẻ ấy bước xuống thuyền cứ ngồi đó hoài, không chịu chèo bơi, không chịu quay máy, thì chừng nào qua tới bờ bên kia, chắc tới thuyền một quá rồi chìm luôn, chớ qua bờ không được. Chúng ta học văn tự Bát Nhã là học lời kinh Phật dạy. Kế đến mình phải soi, phải xem xét, tức là quán chiếu. Quán chiếu là soi sáng lại nơi thân tâm mình do ngũ uẩn, gồm sắc uẩn là đất, nước, gió, lửa tụ hợp lại thành thân, rồi thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, đó là tâm. Thân tâm này là tướng duyên hợp, xem cho thấu đáo chỉ thấy nó là một giả tướng tạm bợ chứ không có thật. Thấy rõ ràng như vậy nhất định khổ ích nào cũng qua hết. Thân đã không thật thì ai chửi có thật đâu mà nói tai nạn. Mình đã không thật thì bệnh hoạn cũng không thật, do thấy tất cả đều không thật nên khổ nạn nào cũng qua hết, không còn bị các thứ trở ngại. Từ không bị trở ngại, chúng ta mới đến được bờ bên kia, đó là thật tướng Bát Nhã, là chỗ giải thoát an toàn. Như vậy, người tu phải đủ ba chặng, văn tự, quán chiếu, rồi mới tới thật tướng. Bây giờ, chúng ta mới chỉ cách văn tự thôi mà đã hài lòng với chỗ văn tự đó rồi, thuộc lòng bao nhiêu kinh, cứ đem ra đọc lại cho Phật nghe, giống hệt như đứa bé đi học, thuộc bài rồi trả cho thầy cho cô, xong là xếp sách lại. Như vậy làm sao chúng ta hết khổ, làm sao chúng ta qua được bờ bên kia? Đó là chỗ chân thật mà lâu nay chúng ta quên, cứ hiểu mơ màng rồi ngỡ đọc nhiều kinh là tu giỏi. Cho nên có Phật tử đi chùa 5-10 năm mà hỏi đã hết phiền não chưa thì chỉ bớt chừng 20%, còn 80% vẫn như cũ. Mấy cô ở chùa cũng vậy, tu 10 năm 20 năm, nếu hỏi hết phiền não chưa cũng không dám nói hết. Tại sao chúng ta tu mà không hết phiền não? Là vì không thật tình ứng dụng đúng lời Phật dạy. Bởi không ứng dụng đúng nên phiền não không sạch, phiền não không sạch tức tội lỗi không hết. Vì vậy tu mà vẫn khổ hoài. Người đời thường nghĩ quý thầy quý cô vô chùa thì lúc nào cũng cười, lúc nào cũng tươi vui, nhưng có khi bất thần gặp một hai cô ngồi khóc. Đó là tại sao? Tại vì còn phiền não nên chạm tới liền buồn, buồn mới khóc. Tu mà không hết khổ là vì tu chưa đúng, chưa đến nơi. Qua Pháp Tứ Đế, chúng ta thấy rõ Phật nhắm vào nhân đau khổ, tiêu diệt nó, chứ không nói tiêu diệt quả đau khổ. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có bài kệ, nguyên văn chữ Hán: chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc.
nói các hành vô thường. Các hành là thân hành động, tâm ý hành động, và tất cả sự sanh diệt của muôn vật đều gọi là hành. Các thứ đó đều vô thường, đều sanh diệt, cho nên nói chư hành vô thường. Quý vị thấy, như lúc chúng ta còn trẻ thì đầu xanh, rồi lật bật một thời gian nhìn lên đầu thêm vài sợi tóc bạc, lật bật một lúc nữa thì thấy hết phân nửa tóc bạc, chẳng bao lâu sau nhìn lên đầu như là thúng bông. Đó vô thường chuyển biến dần dần và không bao giờ dừng lại. Thân như vậy, tâm cũng như vậy, một dòng chuyển biến không ngừng. Muôn sự muôn vật ở trước cũng vậy. Như ngày nay chúng ta xây được căn nhà bê tông, thấy chắc biết mấy, nhưng 50 năm sau nó cũng phải hư. Có cái gì không đổi dời, không biến chuyển đâu. Biết rõ như vậy thì sự vật là thật hay không thật, nếu thật thì nó phải nguyên vẹn, không đổi thay. Còn nó đổi thay thì hết thật rồi, cho nên các hành là vô thường, là pháp sanh diệt. Như vậy muôn sự muôn vật ở trên thế gian là vô thường, là sanh diệt. Nếu làm vô thường là sanh diệt, tức là đau khổ. Già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Chính vì vô thường đó mà đi tới bại hoại là đau khổ. Cho nên vô thường là nhân đưa đến quả đau khổ. Vì nó là pháp sanh diệt, cho nên chúng ta không còn mãi mãi như vậy được. Sanh diệt diệt dĩ là sanh diệt, mà diệt rồi thì tịch diệt di lạc, tức lặng lẽ là vui. Lặng lẽ đó là niết bàn. Khi cái vô thường sanh tử lặng thì niết bàn an lạc, tức cái vô sanh mới là an lạc chân thật. Như vậy Phật dạy chúng ta tu từ pháp sanh diệt chuyển lần đến vô sanh. Sanh diệt là đau khổ, vô sanh là an vui. Thế thì tu Phật là tìm vui hay tìm khổ? Mà muốn tìm vui thì trước phải biết khổ mới tìm vui. Chứ còn ở trong khổ mà không biết khổ, trong khổ mà nghĩ là vui thì đâu chịu bỏ khổ. Cho nên Đức Phật nói khổ để chúng ta nhận thức chín chắn cuộc đời là đau khổ, chúng ta mới cố gắng tiêu diệt nhân đau khổ. Diệt hết nhân đau khổ thì mới thật làm vui. Như vậy có thể kết luận đạo Phật bi quan không? Nếu từ khổ đi tới hết khổ thì đạo Phật là đạo diệt khổ, đưa chúng ta tới chỗ an vui. Vậy mà nhiều người mới nghe đạo Phật nói khổ đế, cuộc đời là đau khổ, liền nói đạo Phật bi quan, mà không ngờ nói khổ là chỉ cho chúng ta nhận thức như vậy, để phân tìm và tiêu diệt nguyên nhân của nó thì đau khổ hết thì được an vui vĩnh viễn, gọi là vui niết bàn. Chúng ta là những hành giả đang cố gắng, đang vươn lên tới mục đích an vui giải thoát. Cũng như người leo núi, từ dưới chân núi muốn leo tới chóp núi, thì lúc đầu là khổ hay vui, là nhọc nhằn, là khổ. Nhưng khi lên tới chóp núi rồi, ngồi yên lặng, không gió mát liền nghe khỏe, thảnh thơi. Như vậy, đang leo núi là khổ, nhưng đến chóp núi là vui. Cho nên trên đường tu, chúng ta chịu khó, chịu cực làm cho mòn, cho tan vỡ các nhân đau khổ. Khi hết nhân đó, chúng ta sẽ được an vui, công phu đó gọi là tu hành. Nhiều người nghe nói tu hành, liền nghĩ méo mó là tu thì phải bị hành. Nên họ bảo vô chùa tu phải thức khuya, dậy sớm, tụng kinh ngồi thiền, phải ăn muối ớt, muối tiêu hoặc chịu đói, chịu khát. Vậy mới là tu, vì tu là hành mà. Chữ tu, hành, nghĩa là tu phải thực hành lời Phật dạy, chứ không phải tu hành là hành phạt. Để kết thúc bài này, tôi dẫn lời Thiền sư Mãn Giác Đời Lý để nhắc cho quý vị thấy kinh Phật và lời Tổ không hai không khác. Lúc Ngài gần tịch, Ngài làm một bài thơ: Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai. Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mặc dị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Như vậy bài kệ trên có giống bài kệ này không? Một bên là chư hành vô thường, một bên nói xuân khứ bách hoa lạc,
xuân đáo bách hoa khai. Xuân khứ tức là mùa xuân đi rồi thì trăm hoa rụng, mùa xuân đến thì trăm hoa nở. Như vậy hoa rụng hoa nở theo dòng thời gian xuân hạ thu đông. Thời gian chuyển biến thì sự vật theo đó cũng chuyển biến. Thời gian làm vô thường, sự vật cũng vô thường. Như vậy, muôn vật trong cõi đời này đều chuyển biến như một dòng nước, nó cứ trôi đi không dừng. Hai câu kế, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Cây cỏ hoa lá theo thời tiết đổi thay, phai tan sanh trưởng, thì con người theo thời tiết cũng như vậy. Mới ngày nào tóc xanh, bây giờ ngó lại trên đầu tóc đã bạc rồi. Như vậy không có gì dừng lại được. Bốn câu thơ này nói lên dòng đời là một dòng sanh diệt đổi thay, con người cũng theo đó mà thay đổi không dừng.